Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 32. Khóe miệng Dương Diệp nhất thời co rút, lẽ nào nữ nhân trước mắt này không nghe ra được mình đang đùa giỡn nàng sao? Cũng đúng, nữ nhân này say mê võ đạo, hơn nữa thực lực cường hãn đến cực điểm, sợ rằng không có người nào dám đùa giỡn với nàng. Mình đùa giỡn nàng, nàng nghe không hiểu, cũng là chuyện bình thường. Mình đang suy nghĩ điều gì vậy? Bây giờ còn đang chiến đấu, không phải lúc để nói chuyện tình ái. Dương Diệp khẽ lắc đầu và thu cửu u kiếm vũ phía sau lưng vào, sau liên tục hai lần thi triển ra cửu u kiếm vũ, huyền khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, hắn chỉ còn lại có phòng ngự thân thể cùng lực lượng thân thể. Hình như An Nam Tĩnh cũng biết được tình trạng của Dương Diệp lúc này, nói. Cho dù ngươi có thể tổn thương ta, nhưng lúc này ngươi đã không còn sức lực chiến đấu nữa. Vậy cuộc chiến đấu giữa chúng ta dừng. Đây, ngươi thấy thế nào? Dù sao, ta vẫn hy vọng sau này người có thể tiếp tục cho ta niềm vui bất ngờ mới. Vậy nàng nhường vị trí đứng đầu cho ta sao? Dương Diệp nói, nếu như đối phương đồng ý nhường lại vị trí đứng đầu cho hắn, vậy chiến đấu dừng ở đây thì không còn gì tốt hơn. Dù sao mục đích của hắn là thu được số mệnh cứu hiếu vũ tịch, còn trả lại cho người của An gia, chứ không phải là để tranh đoạt danh hiệu hàng đầu kia. Danh hiệu đó có thể thay cơm ăn được sao? Đáp án là không thể. An Nam Tĩnh lắc đầu, nói. Cho dù ta xem thường cái vị trí hàng đầu này, nhưng gia tộc ta lại cần tới nó, cho nên ta không thể nhường cho ngươi được. Nếu như ngươi thật muốn có nó, vậy lại lấy thực lực của mình ra. Chẳng qua, ta thấy lúc này ngươi hình như đã không có năng lực đó nữa. Đánh cược không? Dương Diệp đột nhiên nói. Đánh cược gì? An Nam Tĩnh hơi ngẩn người ra rồi lập tức hỏi. Nếu như là người khác, nàng trực tiếp một quyền đánh qua là được. Nhưng Dương Diệp trước mắt làm cho nàng có cảm giác nhìn không thấu, hơn nữa Dương Diệp có thể tổn thương đến nàng, cho nên nàng không ngại lãng phí một chút thời gian. Nếu như ta thắng, nàng đáp ứng ta 3 điều kiện, nếu như ta thua, ta cũng đáp ứng nàng 3 điều kiện, nàng thấy thế nào? Dương Diệp nói, ngươi có tự tin như vậy sao? An Nam Tĩnh khẽ nhướng mày, tay phải đặt ở sau lưng, khẽ nói. Ta muốn thử xem. Dương Diệp nói. Sở dĩ hắn nói ra chuyện đánh cược, chẳng qua là nhất thời cao hứng mà thôi. Nếu quả thật thắng, vậy có khác nào nhận được một lực lượng trợ giúp siêu cấp chứ? Về phần thua, thua cũng không có gì, lấy sự cao ngạo của An Nam Tĩnh, nàng chắc chắn sẽ không bảo hắn đi làm chuyện gì khó xử. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nói. Xem ra ngươi còn có con át chủ bài nào đó. Cũng tốt, như vậy đi, nếu như ngươi có thể tổn thương được ta, ngươi có thể lấy vị trí đứng đầu Tiềm Long bảng này. Đồng thời, ta sẽ đáp ứng 3 điều kiện của ngươi. Nhưng nếu như ngươi không thể tổn thương đến ta, như vậy thì ta sẽ đích thân giết ngươi. Ta không thích bị người khác lãng phí thời gian, cho dù là ngươi, ngươi hiểu rõ chứ? Dương Diệp gật đầu, sau đó hắn chậm rãi đi về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh cũng không ra tay, chẳng qua chỉ thản nhiên nhìn Dương Diệp. Trong đôi mắt nàng có một tia hiếu kỳ. Nàng muốn biết nam tử trước mắt này đã không còn huyền khí rốt cuộc sẽ làm sao để tổn thương được nàng. Dương Diệp nhanh chóng đi tới trước mặt An Nam Tĩnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn An Nam Tĩnh ở khoảng cách gần như vậy. Không thể không nói, An Nam Tĩnh vẫn rất xinh đẹp. Nàng có mày kiếm mắt phượng, thần sắc thận trọng, trong mắt, vĩnh viễn bình tĩnh giống như nước, dường như không có gì có thể làm cho nàng xúc động. Nhìn nữ tử trước mắt giống như một nữ tử yếu đuối như thế. Nhưng ai có thể ngờ được trong cơ thể nàng lại che giấu lực lượng đáng sợ tới mức nào? Dương Diệp lắc đầu, nói. Giơ tay ra. An Nam Tĩnh nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay phải ra ngoài. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không lại để cho Dương Diệp chém được. Ở trên lòng bàn tay của nàng có một lực lượng không tên. Lực lượng này chính là tự quyết ngữ trong 3 chữ chân ngôn của nàng. Trừ khi Dương Diệp có thể lại bạo phát ra loại lực lượng lúc trước, nếu không chỉ dựa vào lực lượng thân thể. Dương Diệp làm thế nào cũng không có khả năng phá vỡ được ngự này của nàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn không hề do dự, long cốt kiếm để xuống lòng bàn tay của An Nam Tĩnh, trong phút chốc, một lực lượng vô hình xuất hiện ở trong phạm vi nửa trượng xung quanh hai người. Khi lực lượng này xuất hiện, hai mắt An Nam Tĩnh lập tức mở lớn, lần đầu trong mắt nàng lại xuất hiện vẻ khiếp sợ. Dưới đài, vô số người nhìn cảnh tượng như vậy đều cảm thấy nghi ngờ không hiểu. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh làm gì vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Vì sao Vũ Thần vẫn luôn thản nhiên và bình tĩnh lại xuất hiện ánh mắt khiếp sợ như vậy? Dương Diệp đã làm gì? Mọi người cảm thấy nghi ngờ khó hiểu. Trên Tiềm Long Đài, Long Cốt Kiếm trong tay Dương Diệp bắt đầu chấn động kịch liệt lên, giống như có thứ gì muốn lao ra vậy. Tay phải của Dương Diệp nắm thật chặt Long Cốt Kiếm trong tay, thanh kiếm kia lập tức bình tĩnh lại. Hắn cầm Long Cốt Kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, lực lượng không tên trong lòng bàn tay An Nam Tĩnh lập tức tiêu tan thành mây khói. Cùng lúc đó, một đường máu nhỏ như tơ xuất hiện ở trong tòng bàn tay của nàng. Dương Diệp thu kiếm, nhìn đôi mắt An Nam Tĩnh trước mắt vẫn đầy vẻ khiếp sợ, nói. An Nam Tĩnh, nàng thua rồi. Dưới đài, tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Cuối cùng, lần này Dương Diệp đùa bỡn tâm cơ. Hắn không có nắm chắc mình sẽ hoàn toàn chiến thắng được An Nam Tĩnh trước mắt này, cho dù là thi triển ra lĩnh vực kiếm con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Đương nhiên, nếu như thi triển lĩnh vực kiếm, hắn cũng nắm chắc đứng ở thế bất bại. Đơn giản chính là, nếu như hắn cùng với An Nam Tĩnh phải phân ra thắng bại, vậy cũng chỉ có thể thật sự phải chiến đấu sinh tử. Dương Diệp hắn tới tham gia Tiềm Long Bảng, ngoại trừ bởi vì giao hẹn cùng Thủy Hoàng gia, còn bởi vì hiếu vũ tịch. Về phần này danh hiệu đứng đầu Tiềm Long Bảng, hắn hoàn toàn không quan tâm, bởi vì cái này cũng không thể mang đến cho hắn lợi ích gì. Đối với Dương Diệp, lợi ích thực tế mới là chân thật nhất. Sở dĩ hắn có suy nghĩ này, chắc hẳn là từ khi còn sợ nghèo. Trên Tiềm Long Đài, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp không hề chớp mắt, vẻ chấn động trong mắt dần dần chuyển thành hưng phấn. Ánh mắt nhìn chăm chú kia làm ra đầu của Dương Diệp có chút tê dại. Ánh mắt An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp thật sự có tính xâm lược, giống như một quỷ háo sắc phát hiện ra một mỹ nữ vậy. Dương Diệp nghĩ đến đây thì toàn thân ớn lạnh. Không nghĩ tới trong thế hệ trẻ của đại lục huyền giả lại tự nhiên có người có thể lĩnh ngộ vực trước ta một bước. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, nói. Xem ra, cho tới nay ta đã coi thường người. Đánh cược lúc trước, ta đã thua. Tuy nhiên, ta vẫn muốn đánh một trận với người. Vạn, năm trước, tố sư của kiếm tông dựa vào kiếm vực vô địch khắp thiên hạ. Hiện tại lại xuất hiện một người lĩnh ngộ kiếm vực. Ông trời thật sự không tệ với ta. Dương Diệp cân nhắc một lát, sau đó nói. Nàng có thể chuyên tâm tu luyện võ đạo, ta lại không thể, ta có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên, cuộc chiến đấu giữa ta và nàng có thể hoãn lại được không? Bây giờ, hắn chỉ muốn cứu sống Hiểu Vũ Tịch, sau đó nâng cao thực lực và quay về Nam Vực. Lần này, bất kể thế nào, hắn cũng không thể để cho Mỡ Du Thân ở lại Bách Hoa Cung, bất luận phải trả giá đắt thế nào. Bởi vì hắn đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Trong mắt An Nam Tĩnh hiện lên một tia do dự, nàng rất muốn đánh một trận thoải mái với Dương Diệp ngay bây giờ, nhưng lúc này Dương Diệp rõ ràng không có ý chí chiến đấu. Cứ như vậy, cho dù nàng thắng lại có ý nghĩa gì nữa. An Nam Tĩnh cân nhắc một lát, nói. Có thể. Dương Diệp nghe vậy, trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhạt, hắn không sợ An Nam Tĩnh, nhưng thật sự không muốn chiến đấu sinh tử với An Nam Tĩnh vào lúc này. Đương nhiên, nếu như nàng không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng ra đánh. Thật ra, lúc này ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Ngươi lĩnh ngộ kiếm vực, hơn nữa lúc này ngươi có kiếm tâm thông minh, một kiếm có thể phá được vạn pháp, ở bên trong kiếm vực của ngươi, ngươi đã đứng ở thế bất bại. Cho dù như vậy, nhưng ta vẫn muốn lập tức đánh với ngươi một trận, bởi vì ta rất muốn xem thử kiếm vực này rốt cuộc mạnh tới mức nào. Sau này vẫn có cơ hội. Không phải sao? Dương Diệp cười nói. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nói. Ngươi nói không sai, còn có nhiều thời gian. An Nam Tĩnh dứt lời lại xoay người đi về phía Tiềm Long Đài. An Nam Tĩnh lại nhận thua như thế sao? Đây là ý gì? Trên đầu mọi người đầy dấu chấm hỏi. Mà ánh sáng trên Tiềm Long Đài đã được sửa chữa, nó có hiệu quả cách âm rất tốt. Lại thêm Dương Diệp thi triển kiếm vực đã có ý định kiềm chế. Cho nên người dưới Tiềm Long Đài căn bản không biết Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Về phần Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, hai người bọn họ tất nhiên sẽ không giải thích gì. Đương nhiên, có hai người ở đó biết, đó chính là Thiên Huyễn cùng Phong Tu. Vào lúc Dương Diệp thi triển kiếm vực, hai người lại hoàn toàn ngây người. Ông trời ơi, bọn họ nhìn thấy gì? Kiếm vực à, một thiếu niên 20 tuổi tự nhiên lại lĩnh ngộ lĩnh vực kiếm. Lĩnh vực kiếm đấy. Cho dù là một vài kiếm tu sống hơn 1000 tuổi cũng không thể lĩnh ngộ được lĩnh vực kiếm A. Còn nữa,
Năm đó khi tổ sư của kiếm tông lĩnh ngộ tính vực kiếm, hình như cũng đã hơn 30 tuổi. Không ngờ thiên phú của Dương Diệp này còn khủng khiếp hơn cả tổ sư của kiếm tông sao. Trong lòng hai người đột nhiên dâng lên một sự hối hận, kiếm ý, kiếm tâm thông minh, còn thêm lĩnh ngộ lĩnh vực kiếm, hơn nữa đối phương mới 20 tuổi. Không ngờ chỉ vì tuổi thọ của đối phương mà bọn họ lại chặn thiên tài này ở ngoài cửa. Loại thiên tài như vậy, cho dù dốc hết tông môn để bồi dưỡng, bọn họ cũng sẽ không tiếc đâu. Bởi vì, một khi thiên tài này trưởng thành lên, không chỉ có thể bảo vệ tông môn vạn năm không cần lo lắng, càng có thể dẫn theo tông môn đi tới sự vinh quang. Chẳng qua thật đáng tiếc, hai người bọn họ tự nhiên đã chặn hắn ở ngoài cửa. Đặc biệt là Phong Tu, lúc này mặt hắn nóng hừng hực, bởi vì hắn từng nói, 1000 Dương Diệp cũng không bằng An Nam Tĩnh, mà bây giờ An Nam Tĩnh lại chủ động chịu thua. Đây quả thực chính là lập tức đánh vào mặt đấy. Thiên Huyễn khẽ thở dài và xuất hiện ở trên Tiềm Long Đài, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn lướt qua mọi người dưới đài, nói. Còn có người nào lên khiêu chiến nữa không? Không có người nào trả lời. Khiêu chiến sao? Nói đùa à, các người không nhìn thấy được Mục Quân bị giết chết, An Nam Tĩnh phải nhận thua sao? Đi tới khiêu chiến, còn không phải là tìm đường chết à? Thấy mọi người không trả lời, Thiên Huyễn khẽ gật đầu, sau đó nói. Nếu như vậy, người thu được vị trí đứng đầu Tiềm Long bảng lần này là Dương Diệp. Nghe vậy, Huyền Giả Nam vực dưới đài lập tức phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Đã bao lâu rồi, cuối cùng Nam vực cũng xuất hiện một huyền giả đứng đầu Tiềm Long bảng. Bọn họ cao hứng không chỉ bởi vì bản thân đã từng cùng Dương Diệp sẻ chia hoạn nạn, cũng còn bởi vì từ đó về sau, Huyền Giả Nam vực đã có thể ngẩng cao đầu. Cách vạn năm, Huyền Giả Nam vực mới lại có người đoạt được vị trí đứng đầu Tiềm Long bảng, điều này khiến cho mỗi một huyền giả Nam vực đều thấy tự hào. Thiên Huyễn vung tay lên, cảnh tượng trước mắt mọi người chợt biến đổi, ý thức mơ hồ, khi mọi người xuất hiện lần nữa thì đã ở bên ngoài Tiềm Long tháp rồi. Mà cũng chẳng biết từ lúc nào, Tiềm Long tháp lại một lần nữa tiến vào dưới nền đất. Trong cốc, Dương Diệp mở hai mắt ra và đánh giá xung quanh, hắn chỉ thấy đứng xung quanh là những huyền giả lúc trước tham gia Tiềm Long bảng, chẳng qua so với số người cùng tiến Tiềm Long tháp lúc đó lại chênh lệch quá nhiều. Ở trước bọn họ còn có 10 huyền giả khí tức sâu không lường được, nữ có nam có, từ bề ngoài không nhìn ra được tuổi tác của những người này. Tuy nhiên Dương Diệp cảm thấy bất ngờ, bởi vì ở trong những người này hắn nhìn thấy được An Bích Như. Dường như nhận thấy được ánh mắt của Dương Diệp, nàng cũng nhìn về phía Dương Diệp khẽ gật đầu, trong đôi mắt, trên khuôn mặt nàng hiện ra vẻ tươi cười động lòng người. Ánh mắt của mười mấy người này nhìn qua trên thân của đám người Dương Diệp, cuối cùng tập trung ở trên người của An Nam Tĩnh. An Bích Như cũng nhìn An Nam Tĩnh, chẳng qua ánh mắt mọi người hưng phấn, trong mắt An Bích Như lại chỉ có ánh sáng lạnh cùng vẻ nghiêm trọng. Phú thần, ngươi chính là người đứng đầu Tiềm Long bảng sao? Lúc này, một lão nhân đột nhiên nói. Không tệ, không tệ, còn trẻ tuổi lại có thể lĩnh ngộ được nhiều ý cảnh như vậy, hơn nữa có thể tăng những ý cảnh này lên tới tầng 8 trở lên. Nữ hài, người thật sự không tệ. Ừ, đúng rồi, ta quên tự giới thiệu, ta là Lý Phượng Vũ, cường giả cảnh giới hoàng giả, đến nay ta còn chưa có đệ tử, người có muốn làm đệ tử của ta không? Làm đệ tử của ngươi sao? Lúc này, một lão nhân đứng bên cạnh Lý Phượng Vũ đột nhiên cười lạnh nói. Lý Phượng Vũ, người có tư cách làm sư phụ nàng sao? Lấy tư chất cùng thiên phú của nàng, tối đa 200 năm lại vượt qua ngươi, đến lúc đó. Tông môn thất phẩm của ngươi lấy cái gì tới bồi dưỡng nàng? Chẳng lẽ muốn nàng giống như ngươi, mỗi ngày phải làm việc vì chút tài nguyên tu luyện kia sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Vũ Huynh nói phải. Một lão già khác đột nhiên nói. Nữ hài này có tư chất cùng thiên phú rất tốt, chỉ có tông môn cửu phẩm mới có khả năng cung cấp bồi dưỡng tốt được, tông môn dưới cửu phẩm thì căn bản không thể giúp đỡ nhiều cho nàng được đâu. Lý Huynh. Ta biết huynh muốn tìm một yêu nghiệt siêu cấp tới trấn hưng tông môn, nhưng huynh cảm thấy tông môn của huynh có thể bồi dưỡng được nàng sao? Huynh nên giống như ta, nhìn nhận thực tế thì hơn. Lý Phượng Vũ nghe vậy lại cười đầy cay đắng. Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn buông tha, còn muốn nói thêm. An Nam Tĩnh lại đột nhiên nói. Các vị tiền bối không cần phiền lòng nữa, ta đã có tông môn cùng sư phụ. Còn nữa, vị trí đứng đầu Tiềm Long bảng lần này cũng không phải là ta. An Nam Tĩnh nói dứt lời bèn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói.
Ta thiếu người ba điều kiện, khi nào cần cứ tới trong thành An Gia tìm ta. An Nam Tĩnh nói xong cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, vũ thần này không phải người đứng đầu Tiềm Long bảng sao. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Thiên Huyễn đang lộ ra vẻ mặt khổ sở kia. Hắn cười gượng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Mọi người theo ánh mắt Thiên Huyễn tập trung vào Dương Diệp, ngoại trừ trong ánh mắt An Bích như đầy vẻ hưng phấn ra, mọi người còn lại đều rất kinh ngạc. Thiên Huyễn, ngươi chắc chắn không sai chứ? Lý Phong Vũ kinh ngạc hỏi. Thiên Huyễn nói. Hắn chính là đệ nhất Tiềm Long bảng, bởi vì An Nam Tịnh nhận thua. Còn về nguyên nhân trong đó thì ta cũng không biết, dù sao đệ nhất Tiềm Long bảng chính là hắn. À, điều đáng giá là, hắn là kiếm hoàng hiện giờ, bởi vì hắn đã được vỏ thanh kiếm cổ nhận làm chủ. Đương nhiên ông ta sẽ không kể ra chuyện Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm vực, ông ta cũng không hy vọng Dương Diệp được những tông môn này thu nhận, yêu nghiệt như Dương Diệp, nếu không chiếm được thì vẫn nên để cho hắn chết thì tốt hơn. Kiếm hoàng. Nghe Thiên Huyễn nói vậy, ánh mắt đám người Lý Phong Vũ lại nóng rực lên lần nữa, nhưng rất nhanh sự hừng hực trong mắt những người này lại lụi tàn. Hiển nhiên bọn họ phát hiện thọ mệnh của Dương Diệp không đủ. Đám người Lý Phong Vũ nhanh chóng sốt sắng và do dự. Người trước mắt này có thể trở thành kiếm hoàng, có thể khiến An Nam Tinh chịu thua, vậy nhất định là thực lực không thể nghi ngờ, chỉ là thọ mệnh cũng chỉ có mấy năm. Nếu nhận vào tông môn, trong tương lai rất dài e là tông môn cũng phải tìm thứ để kéo dài thọ mệnh của hắn. Mà thứ kéo dài thọ mệnh chính là thứ bọn họ cũng muốn chiếm làm của riêng. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, vị kiếm hoàng trước mắt này chịu sự nguyền rủa của trời cao, sau này cho dù có thể tấn cấp thì cũng không cách nào nhận được thọ mệnh. Cũng tức là nói, nếu nhận Dương Diệp thì phải không ngừng tìm bảo vật của trời đất để kéo dài tuổi thọ cho hắn. Cái giá này, cho dù là tông môn cửu phẩm cũng không gánh nổi. Đây cũng là nguyên nhân chân chính vì sao Thiên Huyễn và Phong Tu lại không nhận Dương Diệp. Có điều tuy không thể cứu Dương Diệp nhưng lúc này Dương Diệp lại là đệ nhất Tiềm Long bảng, lát nữa sẽ được vô số khí vận bổ sung vào cơ thể, bọn họ không muốn cứ như vậy mà từ bỏ số khí vận này. Cho nên rất nhanh, một lão già hiện lên một nụ cười trên mặt, thân thiết nói với Dương Diệp. Kiếm hoàng, tốt, tốt, tuổi trẻ như vậy đã trở thành kiếm hoàng, tương lai tiền đồ của huynh đệ không thể giới hạn. Chỉ là huynh đệ cũng nên hiểu, thiên phú có tốt đến mấy mà không có tài nguyên tu luyện giúp đỡ thì cũng uổng công. Lão Phu sẽ không vòng vo, Lão Phu là trưởng lão của Xích Thần Tông, tông môn bát phẩm của Trung Vực, Lão Phu đại diện cho Xích Thần Tông chân thành mời huynh đệ gia nhập vào tông môn chúng ta. Sau khi gia nhập tông môn, huynh đệ lập tức trở thành đệ tử chân truyền, không biết ý của huynh đệ thế nào. Nghe vậy Dương Diệp cười lạnh một tiếng trong lòng, người trước mắt này nghĩ rằng hắn ngu xuẩn sao. Muốn khí vận lại không lấy thứ thực chất ra, đệ tử chân truyền. Chỉ là một hư danh mà thôi, Dương Diệp hắn cần chắc. Lúc này, Lý Phong Vũ đã trải qua một trận giằng co, đắn đo, cuối cùng cũng khẽ nhích cổ tay, một cây cỏ trong suốt hiện ra trong tay ông ta, nói. Tử, ta không quanh co lòng vòng, cũng không chơi kiểu không thiết thực nữa. Ngươi nên biết chuyện thọ mệnh của ngươi, nếu như ngươi gia nhập vào tông môn ta, ta sẽ tặng cho ngươi cỏ diên thọ kéo dài thọ mệnh này. Có cỏ diên thọ này, ngươi có thể sống thêm 5 năm, 5 năm này lão phu nhất định có thể tìm được thiên tài địa bảo kéo dài thêm thọ mệnh cho ngươi. Cỏ kéo dài tuổi thọ. Vương Vũ ở bên cạnh nhìn cây cỏ trong suốt trong tay Lý Phong Vũ kia thì thất thanh nói. Lý Phong Vũ, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng biết là thọ mệnh của ngươi còn không tới 10 năm nữa, trong vòng 10 năm nếu ngươi không thể đột phá thì ngươi sẽ ngã xuống. Có cây cỏ diên thọ này. Hy vọng ngươi đột phá được cũng nhiều thêm một chút, bây giờ ngươi tặng cho hắn, nếu trong vòng 10 năm ngươi không thể đột phá, ngươi có nghĩ tới kết cục của ngươi hay không? Đáng giá không? Một lão già ở bên cạnh Lý Phong Vũ trầm giọng nói. Dương Diệp có chút bất ngờ nhìn thoáng qua lão già tên Lý Phong Vũ trước mắt này, lão già này có thành ý hơn so với lão già đầu tiên kia. Chỉ đáng tiếc là bây giờ hắn không có suy nghĩ gia nhập vào tông môn nào. Lý Phong Vũ khổ sở lắc đầu nói. Chắc hai vị cũng đã biết tình hình của Thanh Đạo Tông ta, tuy bây giờ Thanh Đạo Tông ta vẫn là tông môn bát phẩm, thế nhưng nhân tài trong tông điêu linh, cần gấp một dòng máu tươi mới đổ vào cùng với bổ sung thêm khí vật, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được. Nếu như tông môn suy tàn, Lý Phong Vũ ta làm sao đối diện với liệt tổ liệt tông được? Hừ,
Lúc này Phong Tu ở bên cạnh vẫn im lặng từ đầu tới giới, đột nhiên lại hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Lý Phong Vũ, tông môn của ngươi nên suy tàn từ lâu rồi. Nếu không phải có ngươi và sư huynh của ngươi thì đừng nói đến tông môn bát phẩm, e là ngay cả chỗ đặt chân ở trung vực cũng không có. Đương nhiên điều này không liên quan gì đến ta, thứ ta muốn là Dương Diệp mà Thanh Nguyên Tông của ta cần. Dương Diệp ở một bên ngây ra, ông ta muốn. Mình có đồng ý gia nhập vào Thanh Nguyên Tông gì đó sao? Thanh Nguyên Tông ta chỉ cần tên này, trong số những huyền giả nhân loại khác, các ngươi cứ tùy ý chọn. Đợi đã. Đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên đi về phía trước một bước, nhìn Phong Tu nói. Tiền bối, có vẻ như vãn bối không đồng ý gia nhập Thanh Nguyên Tông mà. Tông môn của tiền bối là tông môn cửu phẩm cao quý, chẳng lẽ muốn ép nhận đệ tử hay sao? Nghe vậy đám người Lý Phong Vũ ngây ra, nhìn thoáng qua Phong Tu một cách kỳ quái, thì ra chỉ là lão già này đơn phương tình nguyện à. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt Phong Tu lập tức trầm xuống, nheo hai mắt lại nhìn Dương Diệp nói. Tử, lẽ nào vào Thanh Nguyên Tông của ta còn chưa xứng đáng với ngươi hay sao? Hay là người có điều gì không vừa lòng với Thanh Nguyên Tông ta? Uy hiếp mình chăng? Dương Diệp cười lạnh trong lòng một tiếng, cơn tức giận cũng trào lên. Hắn lập tức cười lạnh nói. Tiền bối là cường giả kỳ hoàng giả, mà vãn bối chỉ là một huyền giả cảnh giới linh giả mà thôi, sao dám có điều gì không vừa lòng đối với tiền bối và tông môn của tiền bối. Chỉ là chuyện gia nhập tông môn rất quan trọng, vãn bối không làm chủ được, phải trở về xin chỉ thị của sư tôn. Lúc này trong lòng Dương Diệp cực kỳ nóng giận, nếu không phải nể tình đối phương là cường giả kỳ hoàng giả, hắn đã chém cho một nhát từ lâu rồi. Đùa gì vậy? Mình là một món hàng ư, ông ta muốn là lấy sao? Xin chỉ thị của sư tôn. Phong Tu cười lạnh một tiếng, nói. Không cần đâu, nếu như sư tôn của ngươi biết ngươi được Thanh Nguyên Tông của ta nhìn chúng, ông ta nhất định sẽ đồng ý. Ngươi cứ ngoan ngoãn trở thành đệ tử nội môn của Thanh Nguyên Tông ta đi. Được rồi, khuyên ngươi một câu, chớ có sai lầm. Đây là uy hiếp trắng trợn sao? Tay phải Dương Diệp từ từ nắm chặt lấy Long Cốt Kiếm. Sâu trong đôi mắt lóe lên sát ý. Gia nhập vào tông môn cửu phẩm, nghe hay thật, thật sự coi Dương Diệp hắn là kẻ ngu xuẩn sao? Không phải là ngươi muốn khí vận sao? Chờ khi ngươi có được khí vận rồi, bản thân mình sẽ không có giá trị nữa, e là sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian này chứ gì? Nhưng Dương Diệp hắn có thể làm gì? Lúc này bày ra trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là cá chết lưới rách, mọi người cũng không chiếm được khí vận. Hoặc là hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khuất phục đối phương, hai tay dâng lên thành quả do chính mình đạt được, sau đó để cho đối phương giết mình. Không cần, hắn chỉ có thể lựa chọn con đường thứ nhất. Lúc này Dương Diệp cảm nhận sâu sắc được sự bất đắc dĩ của kẻ yếu, trước mặt cường giả, kẻ yếu thật sự chỉ có số phận bị chà đạp. Vào giờ khắc này, căn bản không có cái gọi là đạo lý, cũng không có đúng hay sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Thực lực, thực lực. Thực lực lớn mạnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, đang chuẩn bị cá chết lưới rách thì lúc này An Bích Như ở một bên đột nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Diệp, tay phải vỗ nhẹ bả vai Dương Diệp, sát khí hùng hổ trong cơ thể Dương Diệp lập tức bình phục trở lại. Dương Diệp khôi phục sự sáng suốt, trong lòng chấn động, thực lực của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này lại đáng sợ đến vậy. An Bích Như mỉm cười với Dương Diệp, sau đó xoay người nhìn về phía Phong Tu, nói. Thật ngại quá. Dương Diệp là khách của An gia ta, e là hắn không thể gia nhập Thanh Nguyên Tông của ngươi. An gia. Nghe thấy hai từ này, Phong Tu nheo mắt lại, đối với hai từ An gia của thành cổ vực này, cho dù là Thanh Nguyên Tông cũng có chút e dè. Đương nhiên không phải là sợ hãi, chỉ là e dè. Mà bây giờ một mình ông ta ở đây vậy thì không chỉ đơn giản là e dè nữa. Dù sao ở đây cũng là địa bàn của đối phương. Có điều ông ta vẫn không muốn giảm sĩ khí. Lập tức lạnh lùng nói. Ắt hẳn vị này chính là An Phu Nhân nổi danh lừng lẫy rồi, ở đây là địa bàn của An Phu Nhân nói gì thì đương nhiên là như thế. Chỉ là ta muốn hỏi một câu, An Phu Nhân thật sự vì một kẻ sắp chết mà xem Thanh Nguyên Tông ta là địch. Coi Thanh Nguyên Tông là địch. An Bích Như lắc đầu cười cười, nói. Lời này ngươi nói với Thanh Vi thì còn tạm được, Phong Tu ngươi là thứ gì mà cũng có thể đại diện cho Thanh Nguyên Tông. Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi còn ở đây vậy thì ngươi hãy ở lại đây mãi mãi đi. Ta cũng muốn em thử Thanh Nguyên Tông có vì ngươi mà đối đầu với An gia ta hay không.
Nghe thấy lời này của An Bích Như, sắc mặt Phong Tu lập tức cực kỳ khó coi. 1. An Bích Như lập tức bắt đầu đếm số. Phong Tu tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền, một cỗ dao động năng lượng khủng bố không ngừng càn quét chung quanh, khiến không gian xung quanh hắn không ngừng biến hình vặn vẹo, thanh thế cực kỳ khiếp người. 2. Thanh âm của An Bích Như vô cùng bình tĩnh, giống như là đang đếm số vậy. Mà các cường giả chung quanh thì ai nấy vẻ mặt nghiêm nghị, đặc biệt là Phong Tu, sát ý trong mắt giống như là thực chất. An Bích Như gật đầu, nói. Nếu vậy thì người ở lại đây đi. Dứt lời, một nữ tử áo đen xuất hiện trước mặt Phong Tu một cách quỷ dị. Tiếp theo, một thanh chủy thủ nháy mắt đã tới chỗ cố Phong Tu, tốc độ so với tia chớp còn nhanh hơn. Đương nhiên, quan trọng hơn là bên trong thanh chủy thủ đó ẩn chứa lực lượng khủng bố. Chủy thủ đi qua đâu là một khe không gian tối om trong nháy mắt liền hiện lên đến đó, bên trong không gian tối đen đó tỏa ra màu đen, khiến cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy một màn này, đám người Lý Phượng Vũ sắc mặt kịch biến, bởi vì nữ tử áo đen trước mắt này ít nhất cũng phải là cường giả hoàng giả cảnh tam phẩm. Con người của Phong Tu co hơi rút lại, tóc gáy trong nháy mắt dựng đứng, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã ở xa mấy trăm trượng. Chỉ là hoàng giả cảnh nhất phẩm mà cũng dám kiêu ngạo ở cổ vực thành này. An Bích Như ánh mắt lạnh như băng, nói. Khiến hắn vĩnh viễn phải ở lại đây đi, ta muốn để người khác nhìn thấy, ở chiến trường này, kẻ cơ chiêu khích tôn nghiêm của An gia sẽ có kết cục như thế nào. Nữ tử áo đen đó khẽ gật đầu, lập tức trực tiếp biến mất tại chỗ. Ở bên cạnh, Thiên Huyễn lắc đầu, thầm nghĩ Phong Tu này đúng là không biết sống chết. Tuy Phong Tu là hoàng giả cảnh, nhưng trong hoàng giả cảnh cũng có mạnh có yếu. Phong Tu chỉ là hoàng giả cảnh nhất phẩm, mà nữ tử áo đen đó lại đã là hoàng giả cảnh tam phẩm. Phải biết rằng, sau khi tấn thăng hoàng giả cảnh, để thăng mỗi một phẩm là khó như lên trời, khiêu chiến vượt cấp trên cơ bản là không tồn tại. Đương nhiên, trừ một số ít yêu nghiệt siêu cấp ra. Đây cũng là nguyên nhân Phong Tu sau khi nhìn thấy nữ tử áo đen thì không chút do dự lựa chọn đào tẩu ngay. An Bích Như lạnh lùng quét nhìn mọi người rồi sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Chúng ta đi thôi. Đi á. Dương Diệp lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nói. Nhưng khí vận đó. An Bích Như mỉm cười, nói. Ba thứ hạng đầu đã có rồi, nhưng tiềm long bảng không chỉ có ba người, những danh ngạch còn lại sẽ thi đấu lần lượt từ trong những người phía sau. Ba ngày sau, chúng ta lại tới đây. Đến lúc đó sẽ do long mạch đó ra chỉ khí vận cho ngươi. Thì ra là thế, Dương Diệp đầu, đang chuẩn bị lên tiếng thì lúc này, nữ tử áo đen lúc trước đã rời đi lại đột nhiên xuất hiện trong sân. Khi nhìn thấy nữ tử áo đen, sắc mặt của mọi người trong sân đồng loạt biến đổi, bởi vì trên tay nữ tử áo đen đó đã có thêm một cái đầu bê bết máu, và đó chính là đầu của Phong Tu. Dương Diệp đi cùng với An Bích Như, mà chiến đấu của tiềm long bảng vẫn chưa kết thúc. Vô số huyền giả nhân loại và huyền giả ma minh yêu đang bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Mục đích tất nhiên chính là vì bảy danh ngạch còn lại. Trong đại sảnh của An gia, An Bích Như và Dương Diệp ngồi đối diện nhau, giữa hai người có một bàn trà. An Bích Như cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương công tử có biết vì sao ta muốn giết Phong Tu đó không? Không phải hắn khiêu khích sự tôn nghiêm của gia tộc phu nhân sao? Dương Diệp cười nói, tuy biết Mỹ Phụ trước mắt này là một tuyệt thế cường giả, nhưng Dương Diệp lại không hề có cảm giác câu thúc. An Bích Như cười khẽ, nói. Đây chỉ là một lý do trong đó thôi, còn có một lý do lớn hơn, Dương công tử có biết là gì không? Dương Diệp thành thật lắc đầu, không phải hắn giả ngu, mà là hắn thật sự không biết. Theo lý thì An gia này chắc là không thể vì hắn mà đi đắc tội với một siêu cấp tông môn trung vực, nhưng đối phương lại vẫn cứ làm vậy. Đây là chỗ mà hắn cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu. Dương công tử có hai loại linh vật thiên địa phải không? An Bích Như đột nhiên hỏi. Dương Diệp không giấu giếm, cũng không thể giấu giếm, liền gật. Đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, trong mắt An Bích Như hiện lên nét cười, sau đó nói. Hai loại linh vật thiên địa, Dương công tử đúng là phúc duyên thâm hậu. Nhưng Dương công tử có biết không? Linh vật thiên địa này đều có sức hấp dẫn cực lớn đối với những lão gia hỏa đó. Người để lộ ra hai loại thiên địa linh vật, có biết là đã có vô số người đang nhìn chằm chằm vào người không? Phong Tu đó khẩn cấp muốn cường hành nhận người vào Thanh Nguyên Tông,
trừ khi vận đó ra thì chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất chính là vì thiên địa linh vật của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, tài vật không nên lộ ra ngoài, đạo lý này hắn tất nhiên là hiểu rõ, hơn nữa lúc trước Mạc lão cũng từng nhắc nhở hắn. Nhưng biết làm sao được, không để lộ hai thiên địa linh vật thì hắn căn bản không làm gì được An Nam Tĩnh đó. Chỉ là hắn thật sự không ngờ, thiên địa linh vật này lại khiến những lão quái vật đó động tâm. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi nhíu mày, nếu bị những lão quái vật này nhầm vậy thì mình có thể sống những ngày tháng an bình nữa sao? Ngươi không cần phải lo lắng. Lúc này, An Bích Như cười nói. Ta sở dĩ giết phong tu đó, mục đích chính là để nói với mọi người, ngươi là người của An gia ta. Muốn động tới ngươi thì chẳng khác nào là kẻ địch với An gia. Ở chiến trường cổ này, kẻ dám đối địch với An gia ta thì phải nghĩ kỹ xem mạng của hắn có đủ cứng hay không. Nghe vậy, Dương Diệp lại cười chua chát, trong nụ cười trừ chua chát ra thì còn có chút bất đắc dĩ. Hắn sao không biết mục đích của nữ nhân trước mắt này, một khi như vậy, Dương Diệp hắn chẳng khác nào dán lên cái mác là người của An gia. Tuy giải quyết được phiền toái trước mắt, nhưng ai biết được liệu sẽ có thêm nhiều phiền toái khác hay không. Có điều Dương Diệp vẫn cảm kích nữ nhân trước mắt này, bởi vì nếu không có nàng ta giúp đỡ, hắn ngay cả phiền toái hôm nay cũng không giải quyết được. Dương Diệp nói, bất kể là thế nào, phần nhân tình này của An phu nhân, ta nhất định không quên. Còn việc khí vận đó, chỉ cần đủ để cứu những người mà ta muốn cứu, số còn lại An gia cứ lấy đi. An phu nhân lắc đầu, nói, nếu là trước đây, nghe thấy những lời này của ngươi ta sẽ rất cao hứng, bởi vì từ trước tới giờ mục đích của ta chính là như vậy. Nhưng hiện tại, ta muốn nói với Dương công tử rằng, ta sở dĩ vì Dương công tử mà không tiếc đắc tội với cửu phẩm tông môn, không phải vì cái gọi là khí vận đó. Mà là muốn kết giao với Dương công tử, bởi vì giá trị của bản thân Dương công tử hơn xa cái gọi là khí vận. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức nói. Với thực lực của An phu nhân, chắc có thể nhìn ra ta không thể sống được bao lâu nữa. An phu nhân đầu tư trên người ta như vậy chẳng lẽ không sợ không thu lại được vốn à? An Bích Như lại cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, sau đó nói. Dương công tử chẳng lẽ vẫn không cảm thấy, ta sở dĩ làm những điều này, mục đích chỉ là để có thể trở thành bằng hữu với Dương công tử hay sao? Nếu không phải như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một người sắp chết mà đắc tội với cửu phẩm tông môn à? Còn nữa, Dương công tử mặc dù có tiềm lực, nhưng nếu có thể phá lời nguyền của trời cao mà sống sót, nhưng trong mấy trăm năm, Dương công tử vẫn không thể giúp gì được cho An gia ta cả, không phải sao? Mà trong thời gian mấy trăm năm này tất cả đều có khả năng. Cho nên, Dương công tử ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Dương Diệp ngẩn ra, ánh mắt nhìn Mỹ Phụ trước mắt không chớp, lời nói của Mỹ Phụ này khiến hắn ngây ngốc. Muốn trở thành bằng hữu của hắn, một nữ nhân thực lực sâu không lường được không ngờ muốn trở thành bằng hữu với hắn. Đối phương thật sự không phải là đang trêu hắn chứ? Hay là mị lực của bản thân hắn thật sự quá lớn? Vào một khắc ra khỏi đại sảnh, trong đầu Dương Diệp vẫn còn rất mông lung. Sau khi Dương Diệp rời khỏi đại sảnh, một nữ tử áo đen xuất hiện phía sau An Bích Như, nữ tử nói. Nhà đầu, người nghĩ thông suốt rồi à? An Bích Như hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia mê mang, nói. Cô người nói đúng, ta luôn thích thử. Vừa hay, ta cũng không có ác cảm với hắn, cứ thử xem đi. Trong một gian phòng, Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch trên giường, trong mắt hiện lên một tia thương xót, vươn tay ra vỗ vỗ hai má Hiểu Vũ Tịch, ôn nhu nói. Vũ Tịch, qua ba ngày nữa là nàng có thể tỉnh lại rồi. Dứt lời, tay phải Dương Diệp chậm rãi hạ xuống, thò tới chỗ ngực Hiểu Vũ Tịch. Tuy mỗi lần đều là vì truyền thọ mệnh cho Hiểu Vũ Tịch, nhưng Dương Diệp không thể không thừa nhận, hắn đã mê loại tư vị này. So với trước kia, tốc độ cởi áo cởi tháo thắt lưng của Dương Diệp lần này đã nhanh hơn rất nhiều, không tới mấy cái hô hấp, Hiểu Vũ Tịch đã trở thành một con dê trắng. Nhìn con dê trắng trước mặt, phần hạ bộ của Dương Diệp đột nhiên nổi lên tà hỏa. Lập tức, thân thể chậm rãi ép xuống, hai người vừa kết hợp thì đột nhiên Hiểu Vũ Tịch nhíu mày, lập tức hai mắt chậm rãi mở ra. Nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch đột nhiên mở mắt, Dương Diệp đầu tiên là rất vui mừng, sau đó thì đầu óc trống rỗng. Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch, Hiểu Vũ Tịch cũng nhìn Dương Diệp, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Cũng không biết qua bao lâu, Hiểu Vũ Tịch tựa hồ đã biết tình trạng lúc này, trong mắt xuất hiện một tia thất vọng. Lập tức, hai hàng nước mắt trong suốt chậm rãi trào ra,
lưu lại trên đôi má trắng như ngọc, giống như trân châu tinh thuần nhất, trong suốt lấp lánh. Nhìn thấy hai hàng nước mắt đó, trong lòng Dương Diệp bỗng dưng đau nhói. Hắn đương nhiên biết hiểu Vũ Tịch vì sao lại rơi lệ. Tình cảnh này, dù là ai cũng cho rằng hắn đang dậu đổ bìm leo, hiểu Vũ Tịch hiểu lầm cũng là chuyện rất bình thường. Cúi người hôn khẽ lên đôi môi đỏ của hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp nhẹ giọng nói. Ta có thể giải thích được không? Hiểu Vũ Tịch không nói, cứ như vậy nhìn Dương Diệp, trong mắt trừ bình tĩnh ra thì chính là lạnh lùng băng giá. Dương Diệp khẽ thở dài trong lòng, sau đó bắt đầu kể lại tất cả những gì đã xảy ra từ sau khi hiểu Vũ Tịch hôn mê, hắn không giấu giếm bất kỳ điều gì cả, bởi vì hắn không muốn giữa hắn và hiểu Vũ Tịch tồn tại bất kỳ khúc mắc gì. Theo sự kể lại của Dương Diệp, trong mắt hiểu Vũ Tịch cuối cùng cũng có một tia dao động, khi nghe thấy Dương Diệp vì cứu nàng ta mà hy sinh thọ mệnh của mình, cùng nàng ta bị trời cao nguyền rủa, vẻ lạnh lùng băng giá trong mắt hiểu Vũ Tịch đã hoàn toàn biến mất, cái còn lại chỉ là những giọt nước trong suốt. Lời nguyền của trời cao, không ai hiểu rõ hơn nàng ta nó có nghĩa là gì. Bởi vì hiểu gia của nàng ta nhiều đời đều bị nguyền rủa như vậy. Hiểu gia phàm là người bị trời cao nguyền rủa cơ bản không ai có kết cục tốt, bao gồm cả nàng ta và phụ thân của nàng ta. Phụ thân nàng ta khi sinh ra hai mắt đã bị mù, bất kỳ thứ gì cũng không thể trị liệu được. Mà nàng ta khi sinh ra thì chỉ có thọ mệnh không đến một năm, nếu không phải phụ thân nàng ta dồn hết sức của hiểu gia để tìm thiên tài địa bảo kéo dài thọ mệnh cho nàng ta thì nàng ta sớm đã chết rồi. Cho dù nàng ta còn sống, nhưng nàng ta vẫn còn trẻ mà tóc đã bạc. Hiện tại, Dương Diệp vì cứu nàng ta, cũng chịu sự nguyền rủa của trời cao, hơn nữa thọ mệnh không còn tới mấy năm. Nghĩ đến đây, nước mắt trong mắt hiểu Vũ Tịch giống như vỡ đê, không ngừng trào ra. Trong nháy mắt hai má trắng như ngọc đã bị nước mắt bao phủ. Dương Diệp hôn lên đôi má đẫm lệ của hiểu Vũ Tịch, ôn nhu nói. Đừng khóc, ta đã tìm được phương pháp để cứu trị cho nàng ra. Qua hai ngày nữa khi ta đạt được sự gia trì của khí vận đó có thể triệt tiêu nguyền rủa trên người nàng. Khi đó nàng sẽ có thể sống sót. Đột nhiên, một ngón tay ngọc trắng nõn đặt lên môi Dương Diệp, hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, ngọc thủ chậm rãi di động, vuốt lên tóc mai đã trở nên bạc trắng của Dương Diệp, nhìn những sợi tóc trắng đó, hiểu Vũ Tịch lại trào nước mắt. Vũ Tịch, Dương Diệp đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên một đôi ngọc thủ đã quàng lên cổ hắn. Tiếp theo, đôi môi hắn cảm nhận được sự mềm mại, lập tức lời nói của hiểu Vũ Tịch vang lên bên tai hắn. Đừng dùng song tu quyết làm tiêu hao thọ mệnh của ngươi nữa. Bằng không, ta sẽ giết ngươi đó. Dương Diệp ngẩn ra, đúng lúc này đôi môi đỏ của hiểu Vũ Tịch lại khóa chặt môi hắn. Trong nháy mắt, lửa dục bùng cháy. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp từ trong phòng đi ra, mặt mày tươi cười, ngẩng đầu nhìn những đóa mây trắng bồng bềnh trên trời. Dương Diệp mỉm cười, vẻ mặt thoải mái, nói. Thì ra sự khác nhau giữa hai người và một người lại lớn đến vậy. Chỉ đáng tiếc Vũ Tịch chỉ tỉnh táo được một lúc, ai. Ba ngày, đúng là những ngày dài đằng đẵng mà. Tuy hiểu Vũ Tịch đã tỉnh lại, nhưng chỉ được một chốc, thương thế trên người nàng ta vẫn chưa khang phục triệt để, thân thể vẫn còn suy yếu. Hơn nữa lúc trước hai người, đại chiến, bị Dương Diệp, tàn phá cho nên nàng ta lại ngủ, chỉ là ngủ thôi chứ không phải là hôn mê như trước kia. Đứng tại chỗ một hồi, như là nhớ tới gì đó, Dương Diệp quay về phòng mà An Bích như an bài cho hắn. Sau khi đóng cửa, tâm niệm khẽ động. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ đó xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện của Mạc Khinh Ngữ và Mục Quân, ngươi làm thế nào vậy? Dương Diệp hỏi, hắn nhớ rõ chuyện kiếm linh này từng dung không hồn thuật. Hai siêu cấp đả thủ, hắn không muốn bỏ qua. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ gật đầu, nói. Hồn phách của hai người đó đã được ta chữa trị khỏi rồi, đồng thời đã rút đi ý thức chủ quan của bọn họ. Hiện tại, chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp của ta thì có thể khống chế bọn họ để sử dụng. Vậy bắt đầu đi. Dương Diệp nói. Kiếm linh gật đầu, bấm tay búng một cái, một dòng hào quang màu lam chui vào trong đầu Dương Diệp. Lập tức, Dương Diệp nhướng mày, trong đầu xuất hiện một số tin tức kỳ quái. Qua chừng nửa canh giờ, lòng mày Dương Diệp dần giãn ra, một lát sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Thấy thế, kiếm linh vung tay phải lên. Mạc Khinh Ngữ và Mục Quân xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Bề ngoài của hai người giống như là người sống, chỉ là ánh mắt của bọn họ lại trống rỗng, không có tiêu cự. Dương Diệp đi đến trước mặt hai người, hai tay điểm vào mi tâm của hai người.
Lập tức, một cỗ năng lượng màu xanh chậm rãi nhập vào trong cơ thể hai người. Từ từ, bên trong đôi mắt trống rỗng của hai người xuất hiện một chút sắc thái, lại qua chừng một khắc, ánh mắt của hai người đã không khác gì người sống. Kiếm nô bái kiến chủ nhân. Hai người đồng loạt quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính. Nhìn hai người, Dương Diệp không thể không cảm thán sự thần kỳ của khống hồn thuật mà lúc trước kiếm hoàng đó đã sáng chế ra, bởi vì nếu không phải biết hai người này đã chết một lần, hắn cũng không tin hay đi người trước mắt này là người chết. Lắc đầu, hắn hiện tại không quan tâm hai người này là sống hay chết, chỉ quan tâm tới sức chiến đấu của hai C người, lập tức hỏi kiếm linh nói. Thực lực của bọn họ so với lúc sinh tiền thì như thế nào? Kiếm linh trầm ngâm một chút rồi nói. So với lúc sinh tiền thì tất nhiên là không bằng, có điều cũng không kém hơn là bao nhiêu. Hơn nữa người vẫn có thể không ngừng đề thăng thực lực của bọn họ, chỉ là người phải nhớ lấy một điều, đó chính là đừng để cảnh giới của hai người bọn họ vượt qua ngươi. Bằng không bọn họ rất có khả năng sẽ cắn ngược lại chủ đó. Dương Diệp gật đầu, sau đó bảo Mạc Khinh Ngữ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, mà Mục Quân thì bị hắn thu vào trong tuyển qua. Mạc Khinh Ngữ vẫn là vương giả cảnh đỉnh phong, thực lực trước kia có thể là rất không tồi, nhưng hiện tại đối với hắn mà nói thì lại là hơi yếu. Cho nên việc cấp bách là trước tiên để Mạc Khinh Ngữ đề thăng cảnh giới đã. Một kiếm tu linh giả cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ bát trọng kiếm ý, đả thủ này đối với hắn có sự trợ giúp cực lớn. Đương nhiên, Mục Quân đó cũng không kém, các loại huyền kỹ cao cấp nhiều không đếm xuể. Dương Diệp tin rằng, cho dù là cường giả linh giả cảnh tam phẩm hoặc là ngũ phẩm cũng không nhất định có thể thắng được Mục Quân này. Nghĩ đến Mục Quân, Dương Diệp lại nghĩ tới một chuyện, đó chính là nhân hoàng giáp và nhân hoàng ấn sau khi giết Mục Quân thì có được, và còn cả nạp giới của Mục Quân nữa. Cổ tay khẽ động, nạp giới của Mục Quân xuất hiện trong tay hắn, tinh thần lực thẩm thấu vào trong, khi thấy vật phẩm bên trong nạp giới, hai mắt Dương Diệp sáng lên. Bên trong, đá năng lượng không ngờ có hơn 20 vạn viên. Hơn nữa còn có hơn 20 viên đá năng lượng cực phẩm. Trừ đá năng lượng ra, còn có các loại thiên tài địa bảo, ước chừng trăm loại. Trong đó, phần lớn đều là địa cấp, thiên cấp cũng có không ít. Mà huyền bảo thì khiến cho Dương Diệp khiếp sợ tới suýt rớt cả cằm. Huyền bảo thiên cấp hạ phẩm không ngờ có 5 loại, trong đó 2 loại là kiếm, 3 loại còn lại phân biệt là đao, roi và thương. Về phần huyền bảo địa cấp thì có hơn 500 loại, loại nào cũng có, Dương Diệp nhìn mà hoa cả mắt. Dương Diệp tự nhận là trải đời rất nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy đống tài phú này của Mục Quân hắn mới biết thì ra hắn chỉ là một con quỷ nghèo. Cái gì gọi là phú hào chân chính? Mục Quân này đây, đối phương không hổ là thái tử của siêu cấp đế quốc trung vực. Đương nhiên, tuy mấy thứ này chân quý, nhưng so sánh với nhân hoàng ấn và nhân hoàng giáp thì vẫn kém hơn rất nhiều. Không, căn bản là không thể so sánh. Thu lại nạp giới, cổ tay Dương Diệp khẽ động, nhân hoàng ấn và nhân hoàng giáp xuất hiện trong hai tay hắn. Ánh mắt Dương Diệp đầu tiên là dừng ở trên nhân hoàng giáp, sự khủng bố của nhân hoàng giáp này hắn đã chính mắt thấy, nếu không phải vận dụng lực lượng kiếm vực, hắn chỉ sợ thật sự tà không làm gì được Mục Quân này. Do dự một thoáng, Dương Diệp mặc nhân hoàng giáp tên người. Loại bảo vật này hắn không thể lãng phí, vào thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể cứu mạng. Vừa mặc vào nhân hoàng giáp, bên trong nhân hoàng giáp đột nhiên hiện tên một con rồng màu vàng, lập tức, con rồng màu vàng này đột nhiên quấn quanh eo Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi. Con rồng màu vàng quấn chặt lấy eo Dương Diệp, lực lượng cực lớn đó khiến cho quần áo của Dương Diệp nháy mắt hóa thành bột phấn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia tàn nhẫn, tay phải trực tiếp tóm lấy cổ con rồng, sau đó thì dùng sức giật mạnh, trực tiếp xách lên, tay hơi dùng ác xa, con rồng màu vàng lập tức kêu rên. Nhìn con rồng màu vàng không ngừng kêu rên trong tay, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì con rồng màu vàng này không phải là hư vật, mà là một con rồng thật sự. Đây là Thánh Linh Long. Lúc này, kiếm linh của vỏ kiếm cổ ở bên cạnh nói. Ngươi đừng làm nó bị thương, nó là vật chí thiện trong thiên địa, thích gần gũi người tốt, ghét người xấu. Người có nó đi theo chính là nhân hoàng, có thể đạt được khí tức thánh linh, đuổi tà tránh nạn, cũng có thể uy hiếp tất cả mãnh thú hung ác trong thiên địa. Ghét người xấu. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức cười nói. Xem ra ta chính là người xấu đó rồi. Đúng rồi, Mục Quân đó không phải là nhân hoàng à. Hắn không được xem là vậy. Kiếm linh lắc đầu nói.
Hắn chỉ giành được Nhân Hoàng Ấn và Nhân Hoàng Giáp này nhưng không có được sự thừa nhận của hai kiện bảo bối này, nếu hắn thật sự là Nhân Hoàng, sao có thể dễ dàng bị ngươi tru sát như vậy? Dương Diệp cười khẽ, nói. Thôi kệ những điều này, nói cho ta hay đi, làm thế nào để thu phục được nó? Chiến giáp này không tồi, chắc có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả linh giả cảnh đỉnh phong. Không thu phục được đâu, trừ khi là nó tự nguyện đi theo, hoặc là ngươi trấn áp nó. Chỉ là nếu vậy thì uy lực của Nhân Hoàng giáp này sẽ yếu đi rất nhiều. Đồng thời rất có thể sẽ bị nó phản phệ. Kiếm Linh nói. Dương Diệp tóm cổ con rồng vàng rồi giơ lên trước mặt mình, nhìn vẻ sợ hãi trong mắt rồng. Dương Diệp bật cười, thì ra con rồng này cũng nhát gan. Ngươi có nguyện ý đi theo ta à? Dương Diệp hỏi. Con rồng vàng lập tức lắc lắc đầu. Dương Diệp hai mắt nhíu lại, tay phải hơi dùng sức. Con rồng vàng đó lập tức lại rên lên một tiếng. Lần này, Dương Diệp thần sắc lạnh lùng, nói. Ngươi không muốn đi theo ta, cũng không phải là không được. Nhưng ngươi phải thành thật một chút, bằng không ta sẽ rút gân rồng, lột da rồng, hút máu rồng của ngươi đó, biết chưa? Rồng vàng lại muốn lắc đầu, nhưng mà khi nhìn thấy trên người Dương Diệp phát ra kiếm ý sát lục thì nó lập tức vội vàng gật đầu, trực giác nói với nó, nếu nó dám lắc đầu. Kẻ xấu trước mắt này khẳng định sẽ làm được. Thấy rồng vàng gật đầu, Dương Diệp cũng gật đầu hài lòng rồi sau đó khẽ buông tay, con rồng vàng đó lập tức hóa thành một đạo kim quang chui vào trong Nhân Hoàng Giáp. Giải quyết xong Nhân Hoàng Giáp, Dương Diệp hướng ánh mắt sang Nhân Hoàng Ấn. Nhân Hoàng Ấn này so với tay của người trưởng thành thì lớn hơn rất nhiều, phía trên thêu một con rồng vàng trông rất sống động, nhìn kỹ, Dương Diệp phát hiện con rồng này chính là bộ dạng của con rồng vàng trước đó. Đối với Nhân Hoàng Ấn này, Dương Diệp vẫn rất coi trọng, bởi vì lúc trước Nhân Hoàng Ấn này ngay cả U Minh Quỷ Hỏa cũng có thể ngăn chặn. Huyền khí trong cơ thể dũng động, chậm rãi truyền vào trong Nhân Hoàng Ấn, theo huyền khí không ngừng ùa vào, Nhân Hoàng Ấn đột nhiên chiếu ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, con rồng vàng trên Nhân Hoàng Ấn giống như cũng muốn sống lại. Nhưng ngay khi Dương Diệp đang mừng thì ánh sáng vàng lại biến mất không thấy đâu. Sau đó mặc cho Dương Diệp rót huyền khí vào như thế nào Nhân Hoàng Ấn vẫn không có chút phản ứng gì. Dương Diệp nhướng mày, nhìn về phía kiếm linh của vỏ kiếm cổ. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ trầm ngâm một thoáng rồi sau đó nói. Nhân Hoàng Ấn này và Nhân Hoàng Giáp, cùng Nhân Hoàng Kiếm là một thể. Mà ba khí linh này đều là thánh linh long đó, nếu muốn thôi động uy lực của chân chính ba kiện đạo khí này, phải có sự thừa nhận của thánh linh long đó mới được. Ngươi không thể thôi động chắc là do thánh linh long đó đang phá rối. Nghe vậy, ánh mắt của Dương Diệp lại lạnh như băng, muốn lôi con rồng đó ra ngược đãi tiếp. Nhưng mà lúc này hắn phát hiện, hắn căn bản không lôi được nó ra. Vì sao? Bởi vì hắn không cảm nhận được là con rồng đó đang trốn ở vị trí nào trên Nhân Hoàng Giáp. Như đọc được suy nghĩ của Dương Diệp, kiếm linh của vỏ kiếm cổ nói. Nó hiện tại và Nhân Hoàng Giáp là một thể. Trừ khi người có năng lực phá hủy được đạo khí. Bằng không ngươi căn bản không thể đối phó nó được đâu. Đương nhiên trừ khi là nó tự chạy ra. Có điều lúc trước bị người dọa, nó hiện tại chắc là dù thế nào cũng không chịu chui ra đâu. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi cười khổ, Nhân Hoàng Giáp này còn đỡ, tuy không có được sự thừa nhận của Thánh Linh Long nhưng vẫn có thể dùng như một kiện huyền giáp thiên giai thượng phẩm. Nhưng Nhân Hoàng Ấn này nếu không có sự thừa nhận của con rồng kia thì hoàn toàn chẳng khác gì rác rưởi. Thật sự muốn ném Nhân Hoàng Ấn này đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn không vứt bỏ được. Xem ra chỉ có thể chờ sau này có cơ hội thì nắm lấy Nhân Hoàng Ấn này. Lắc đầu, Dương Diệp thu Nhân Hoàng Ấn lại. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở trên giường, nói. Hộ pháp cho ta. Kiếm Linh gật đầu. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Đưa tâm thần chìm vào trong cơ thể, việc hiện tại hắn phải làm, tất nhiên chính là thu phục Thanh Vân Tử Điện. Uy lực của Thanh Vân Tử Điện không kém gì U Minh Quỷ Hỏa, loại thiên địa linh vật này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu hắn có thể thu phục được Thanh Vân Tử Điện này, cộng với U Minh Quỷ Hỏa và Cửu U Hàn Phong, hắn sẽ có ba loại thiên địa linh vật, nếu ba loại thiết địa linh vật hợp làm một. Khẽ lắc đầu, bài trừ tạp niệm trong lòng, Dương Diệp bắt đầu thu phục Thanh Vân Tử Điện này. Bên trong thuyền qua, Thanh Vân Tử Điện trốn ở một góc, giống như là đang kiêng kỵ gì đó, lại giống như là đang sợ hãi gì đó, không ngừng rung động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp có chút buồn cười, thuyền qua này rất thần bí, rất khủng bố.
Bất kể là U Minh Quỷ Hỏa hay là Thanh Vân Tử Điệt, đối với Tuyền Qua này đều sợ hãi không thôi. Có Tuyền Qua phụ trợ, thu phục Thanh Vân Tử Điệt này chắc không có vấn đề gì. Dương Diệp thầm nghĩ. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong Tuyền Qua đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng này nháy mắt đã đi tới trước mặt Thanh Vân Tử Điệt, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Thanh Vân Tử Điệt trực tiếp bị chuyển ra khỏi Tuyền Qua, đi tới trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp ngây ngẩn, Thanh Vân Tử Điệt tựa hồ cũng ngây ngẩn. Rất nhanh, Thanh Vân Tử Điệt phục hồi lại tinh thần, sau đó thì nhảy múa, tiếp theo, sắc mặt của Dương Diệp trở nên vặn vẹo, Thanh Vân Tử Điệt muốn chạy, nhưng tựa hồ Tuyền Qua đó có thứ gì đang hấp dẫn nó không ngừng lắc lư ở chỗ cũ. Muốn vào lại Tuyền Qua, nhưng giống như đang kiêng kỵ gì đó, mỗi khi đi tới cửa Tuyền Qua thì lại lui về, nhìn bộ dạng thì dường như đang rất rối rắm. Lúc này trong lòng Dương Diệp hận lắm, hắn dám cá rằng tuyệt đối là Tuyền Qua đang cố ý chơi hắn. Hắn biết, từ lần trước sau khi hắn khích tướng Tuyền Qua này, nó đã khó chịu với hắn. Hiện tại, nó cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chơi hắn. Chỉ là, thế này thì ác quá rồi. Thanh Vân Tử Điện này là thiên địa linh vật đó. Tuyền Qua này là muốn chơi chết mình à? Dương Diệp trong lòng thầm kêu rên. Lúc này cho dù hắn muốn từ bỏ việc thu phục Thanh Vân Tử Điện cũng không thể, vì sao? Bởi vì Thanh Vân Tử Điện này căn bản là không định rời khỏi, không ngừng đi lại ở trong cơ thể hắn, cũng chính là vị trí của Tuyền Qua. Nhưng đi đi lại lại thôi thì không sao, nhưng nó thỉnh thoảng lại phóng ra một tia điện, khiến cho Dương Diệp rất đau đớn. Dương Diệp không dám để Thanh Vân Tử Điện chạy loạn trong cơ thể. Lập tức vội vàng thi triển phương pháp mà Mạc Lão dạy bắt đầu thu phục Thanh Vân Tử Điện này. Nhưng mà, Dương Diệp vừa thi triển phương pháp đó, Thanh Vân Tử Điện này giống như là bị kích thích vậy, thân hình chợt lóe rồi trực tiếp bắt đầu đâm loạn tùng bậy chung quanh trong cơ thể Dương Diệp. Phập! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng Dương Diệp phun ra, toàn bộ ngũ quan của Dương Diệp vặn vẹo một cách nghiêm trọng, thân thể thì không ngừng run rẩy kịch liệt. Loại thống khổ này so với lúc trước thu phục U Minh Quỷ Hỏa thì còn khủng bố hơn. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ khẽ nhíu mày, có điều lúc này nàng ta cũng đành bất lực, chỉ có thể trông vào tạo hóa của bản thân Dương Diệp, dù sao lúc này Thanh Vân Tử Điện đó là ở trong cơ thể Dương Diệp, nếu chọc cho nó tức thì nó sẽ dẫn nổ. Lúc này điều Dương Diệp có thể làm chính là cố gắng để suy nghĩ của trở nên tỉnh táo, sau đó dùng phương pháp của Mạc Lão điên cuồng đối phó Thanh Vân Tử Điện đó. Phương pháp của Mạc Lão vẫn rất hữu hiệu, từ trong sự kiêng kỵ của Thanh Vân Tử Điện có thể nhìn ra điều đó, chỉ là quá trình này thật sự là đau đớn quá đi, nếu không phải hắn có huyền khí màu tím nhạt không ngừng chữa trị thân thể, nếu không phải nhục thân của hắn cường hãn, nếu không phải ý chí lực của hắn cường hãn thì hắn sớm đã trở thành một khối thi thể cháy khét rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp giống như người điện, quanh người hắn chi chít những tia chớp màu tím. Ngoài cửa, An Bích như nhìn điện lưu màu tím trên phòng ở của Dương Diệp không ngừng càn quét, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng và ngưng trọng. Hắn là đang thu phục Thanh Vân Tử Điện đó à? An Bích như trầm giọng hỏi. Một nữ tử áo đen xuất hiện bên cạnh An Bích như, nữ tử gật đầu nói. Chắc vậy. Đúng là lỗ mãng. An Bích như nhướng mày, trong thanh âm mang theo một tia tức giận, nói. Thanh Vân Tử Điện đó chính là thiên địa linh vật xếp thứ ba trong hệ điện. Há lại dễ dàng thu phục như vậy. Hành động này của hắn không phải là đang tìm chết à? Cô, người có biện pháp giúp hắn không? Nữ tử áo đen lắc đầu, nói. Lúc này hắn đang ở vào thời khắc mấu chốt, tùy tiện đụng vào hắn thì càng xui xẻo. Dù sao thiên địa linh vật đó sau khi vô chủ, tuy một khi bùng nổ không tạo thành được uy hiếp gì cho chúng ta, nhưng đối với hắn lại là chí mạng. Hiện tại chỉ có thể chờ thôi à? Đúng vậy. Trong phòng, dòng điện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Đột nhiên, một tiếng, một dòng điện cường đại đột nhiên xuất hiện. Lập tức, toàn bộ phòng trong nháy mắt bị nổ thành những mảnh nhỏ, một tia chớp màu tím thô to như cánh tay bắn thẳng lên trời, có điều chỉ bay ra khỏi phòng chưa được mấy trượng thì đã bị một cỗ lực lượng thần bí khiến cho nổ tan. Lúc này, trên giường, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, sâu trong mắt, một lưới điện màu tím chợt lóe lên. Ở trước mặt hắn, kiếm linh của vỏ kiếm cổ gật đầu, sau đó nói. Chúc mừng, người đã thành công. Dương Diệp gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, xòe tay phải ra, vù, một tiếng, một tia chớp màu tím to như ngón cái xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn Thanh Vân Tử Điện trong tay,
khóe miệng Dương Diệp cong lên, một nụ cười xuất hiện trên mặt hắn. Từ từ, nụ cười mở rộng, Dương Diệp không nhịn được phá lên cười. Thu phục Thanh Vân Tử Điện này khiến hắn rất khổ sở, nếu không phải có huyền khí màu tím cuồn cuộn không ngừng chữa trị thân thể và đối kháng lại dòng điện của Thanh Vân Tử Điện, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cho dù là có huyền khí màu tím, hắn cũng phải chịu không ít đau khổ, loại tư vị mỗi thời mỗi khắc đều bị điện giật này tin rằng không mấy người có thể chịu đựng được. Có điều cũng may, tuy phải chịu khổ, hắn cuối cùng vẫn thu phục được Thanh Vân Tử Điện này. Từ giờ trở đi, hắn có ba loại thiên địa linh vật rồi. Nghĩ vậy, tay trái Dương Diệp xòe ra, bùm, một tiếng, U Minh Quỷ Hỏa cũng hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Nhìn U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia quang mang khác thường, tâm niệm khẽ động. Cửu U Hàn Phong xuất hiện trước mặt hắn, nhìn ba loại thiên địa linh vật trước mắt, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ điên cuồng. Tâm niệm khẽ động, Long Cốt Kiếm hiện lên trước người hắn, bấm tay búng một cái, U Minh Quỷ Hỏa đi trước chùm lên trên Long Cốt Kiếm, tiếp theo, ngón tay của Dương Diệp ngón tay búng một cái, lập tức Thanh Vân Tử Điện cũng chùm lên Long Cốt Kiếm, vừa bám lên trên, U Minh Quỷ Hỏa đột nhiên bộc phát ra một biển lửa, tựa hồ không muốn để Thanh Vân Tử Điện làm như vậy. Thanh Vân Tử Điện cũng không cam chịu yếu thế, một tiếng, hóa thành vô số luồng điện màu tím. Trương nháy mắt, toàn bộ căn phòng đổ sập xuống. Dương Diệp đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khụ. Dương Diệp chậm rãi bò dậy, đúng lúc này một làn gió thơm ùa tới, Dương Diệp cảm thấy cánh tay mình đụng phải một chỗ mềm mại, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy An Bích như đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, đang đỡ hắn. Cảm ơn. Dương Diệp nói một tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi đứng lên, khi mắt hắn nhìn về phía căn phòng lúc trước, khóe miệng lập tức giật giật, bởi vì phát hiện chỗ đó làm gì còn phòng ốc, có chăng chỉ là một mảng phế tích. Mà trên phế tích đó, U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện vẫn đang không ngừng va chạm với nhau. Sắc mặt Dương Diệp lập tức tối sầm, hai đứa này là một mình tạo phản à. Không hợp thì không hợp, nếu không phải nhục thân hắn cường hãn thì lúc trước hắn có thể đã biến thành một đốn thịt nướng rồi. Vươn tay ra vẫy một cái, U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện lập tức bay về rồi tay hắn. Thấy thế, Dương Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy hai tên này không hợp nhau, thích ra tay đánh nhau, nhưng đối với mệnh lệnh của hắn vẫn không dám không theo. Chỉ là hiện tại hắn lại có chút đau đầu, đó chính là phải làm thế nào mới có thể khiến này hai tên này chung sống hòa bình với nhau. Bằng không sau này khi đối địch, còn chưa đánh đấm gì mà hai tên này đã nội chiến với nhau, vậy phải làm sao? Nhưng nếu không thử dung hợp ba loại thiên địa linh vật này với nhau thì hắn thật sự không cam lòng, bởi vì hắn tin rằng, ba loại thiên địa linh vật nếu có thể hợp lại một chỗ gia trì lên trên thân kiếm thì uy lực của nó tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Lắc đầu, thấp giọng thở dài, Dương Diệp thu lại U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện, hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý tưởng này. Ngươi là muốn dung hợp U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện? À! Lúc này, An Bích như đột nhiên hỏi. Dương Diệp cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Quả thật là có suy nghĩ này. Dù sao nếu có thể dung hợp, uy lực của nó khẳng định sẽ rất kinh người. Chỉ đáng tiếc, người cũng thấy đấy, năng lượng của U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện này đều cực kỳ cuồng bạo, muốn dung hợp thật sự là có chút khó khăn. Kỳ thật cũng không khó đâu. An Bích Như đột nhiên nói. Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía An Bích Như, trong mắt lấp lánh quang mang hưng phấn, nói. Người có biện pháp à? An Bích Như trầm ngâm một thoáng rồi nói. Ngươi sở dĩ không thể dung hợp chúng, kỳ thật là do ngươi không hiểu về chúng, chưa triệt để nắm bắt được chúng mà thôi. Nếu ngươi hiểu biết thấu triệt về chúng thì ắt có thể điều khiển chúng một cách thuần thục. Như vậy muốn dung hợp chúng chắc không phải là việc khó. Dù sao hiện tại ngươi đã thu phục được chúng rồi, chúng cũng không có lòng kháng cự ngươi. Hiểu biết thấu triệt. Dương Diệp trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu cười khổ nói. Xem ra vẫn là bản thân mình quá nóng vội. Hắn còn chưa thật sự biết rõ về U Minh Quỷ Hỏa huống chi là Thanh Vân Tử Điện vừa mới thu phục. Việc lần này thật sự là làm quá lỗ mãng. An Bích Như gật đầu, nói. Đối với thiên địa linh vật này, quả thật là không thể nóng vội, chúng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, một khi làm không tốt rất có thể sẽ làm bị thương chính ngươi. Giống như lúc trước vậy, nếu không phải nhục thân ngươi cường hãn, hiện tại ngươi chỉ sợ đã thành một cỗ thi thể rồi. Cho nên...
ngày sau làm việc phải tránh xung động, trước khi làm gì phải nghĩ đến hậu quả đã, hiểu chưa? Nghe thấy vẻ quan tâm trong ngữ khí của đối phương, Dương Diệp trong lòng thấy ấm áp, cười nói. Yên tâm đi, lần này là vì đầu óc nóng vội, lần sau tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa. Dù sao ta cũng không phải là dạng thích tự ngược. Tới bây giờ, Dương Diệp nhìn thoáng qua căn phòng đã bị hắn phá hủy, cười xấu hổ, nói. Thật ngượng quá, yên tâm, ta sẽ đền. An Bích Như nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đền thì không cần, sau này nếu muốn tu luyện thì tới phòng tu luyện đi. Ở đó thì mặc ngươi làm gì cũng được, ở đây mà gây ra động tĩnh lớn thì sẽ kinh động tới đội chấp pháp trong thành, khi đó ngươi sẽ gặp phiền toái đó. Đến đây thì An Bích Như dừng một chút rồi tại nói. Tuổi người cũng không còn nhỏ nữa, sau này làm việc phải biết nghĩ tới hậu quả, giữa làm việc quyết đoán và lỗ mãng là khác nhau rất lớn đó. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, ngữ khí này của đối phương lộ ra vẻ quan tâm, nhưng tựa hồ lại có ý khác, chỉ là Dương Diệp không nói ra được, chỉ cảm thấy có chút là lạ. Thấy Dương Diệp nhìn chằm chằm mình, sắc mặt An Bích như có chút mất tự nhiên, nhìn lại Dương Diệp rồi sau đó thuận tay ném một cái, một bình bạch ngọc xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói. Đây là một lọ thuốc chữa thương, người vừa thu phục Thanh Vân Tử Điện, vừa rồi lại phải chịu trùng kích, hiện tại bất kể là trong cơ thể hay ngoài cơ thể đều có vết thương, thuốc này chắc có thể giúp được ngươi nhiều. Nói xong, An Bích như không dừng lại mà xoay người rời đi luôn. Đứng nờ tại chỗ nhìn bóng dáng rời đi của An Bích như, Dương Diệp ngây ra một lúc. Hồi lâu sau, Dương Diệp lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện linh tinh vớ vẩn này nữa. Cầm bình bạch ngọc tới phòng tu luyện mà An Bích như nói. Hiện tại đối với hắn mà nói, cố gắng để thăng thực lực mới là mấu chốt nhất, bởi vì sau Tiềm Long Bảng, hắn phải về Nam Vực. Mà Nam Vực thì chỉ sợ là có rất nhiều người không muốn Dương Diệp hắn sống sót trở về. Máu của chân long, 1. Ngày hôm sau, trong một căn phòng tu luyện do An Bình như an bài, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt hắn một giọt huyết châu đỏ như máu đang bồng bềnh. Huyết châu đỏ như máu này chính là máu chân long mà lão phụ thần bí đã cho hắn. Huyết châu chỉ nhỏ bằng ngón út, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong thì Dương Diệp lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Năng lượng ở bên trong tuyệt đối vô cùng khủng bố. Dương Diệp lúc này đang do dự xem có nên ăn giọt máu được gọi là máu của chân long này không. Sở dĩ do dự, là vì hắn không tin. Lão phụ đó, hắn suýt giết tôn tử của đối phương. Đối phương sao lại hảo tâm tặng cho hắn một giọt máu chân long chân quý được. Tuy hoài nghi đối phương dở trò quỷ, nhưng hắn vẫn không muốn vứt bỏ, dù sao nếu nhục thân có thể tăng cường thêm một bậc thì sẽ có lợi ích cực lớn đối với hắn. Ngươi cũng không nhìn ra được máu chân long này có không có vấn đề hay không ạ? Dương Diệp hỏi Kiếm Linh đối diện hắn. Kiếm Linh khẽ lắc đầu nói. Ta không cảm thấy giọt máu chân long này có vấn đề, nó quả thật là máu của chân long. Hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần, chắc hẳn là chủ nhân của máu chân long này ở trong Hoàng Kim Thần Long có địa vị rất cao. Chỉ là người chắc cũng biết đấy, đối phương khẳng định sẽ không hảo tâm như vậy đâu. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Giọt máu chân long thật sự có thể tăng cường nhục thân của ta à? Kiếm Linh của vỏ kiếm cổ nói. Có thể, đồng thời có thể đề thăng phòng ngự nhục thân và lực lượng nhục thân của ngươi trên diện rộng. Lực lượng nhục thân và phòng ngự của ngươi hiện tại so với một số yêu thú linh cấp đỉnh phong thì cường hãn hơn không ít, nếu có thể thành đi công luyện hóa giọt máu chân long ở, vậy phòng ngự nhục thân và lực lượng của ngươi sẽ hơn xa yêu thú linh cấp bình thường, thậm chí có thể sánh với long tộc bình thường. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc, phú quý là cầu được nguy hiểm, kẻ đói thì gan nhỏ, kẻ no thì gan lớn. Nghĩ vậy, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kiên định, bấm tay búng một cái, U Minh Quỷ Hỏa hiện ra. Đặt huyết châu lên U Minh Quỷ Hỏa, huyết châu lập tức cấp tốc xoay tròn, cứ như vậy kéo dài chừng một khắc, huyết châu trừ càng lúc càng đỏ ra thì không hề có gì khác thường. Thấy thế, trong lòng Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra máu chân long này chắc là không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Dương Diệp không do dự nữa, cầm huyết châu bỏ vào miệng. Huyết châu vừa vào yết hầu, lập tức, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong huyết châu đột nhiên khuếch tán ra. Một tiếng. Quần áo toàn thân Dương Diệp trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trên làn da hắn, xuất hiện chi chít những tơ máu, không chỉ trên người, trong hai mắt hắn cũng phủ đầy tơ máu, nhìn qua thật sự là rất khiếp người. Ý thức của Dương Diệp lúc này vẫn tỉnh táo, chính bởi vì tỉnh táo cho nên hắn mới cảm thấy khó chịu vô cùng.
Lực lượng cuồng bạo này không ngừng trùng kích nhục thân hắn, tuy những cơn đau kịch liệt khiến cho răng hắn nghiến ken két, nhưng so với U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện thì vẫn kém rất nhiều. Sở dĩ khó chịu đến cực điểm, là vì lúc này hắn không ngờ có xung động muốn phát tiết. Bản thể của máu chân long này chẳng lẽ là một con dâm long à? Dương Diệp cố gắng áp chế lửa dục trong lòng, sau đó không ngừng hấp thu năng lượng tinh thuần trong máu của chân long, năng lượng này nhập thể, Dương Diệp cảm thấy máu và kinh mạch toàn thân hắn lập tức phát ra thanh âm vui vẻ, chỉ có cảm giác lửa dục thiêu thân là rất khó chịu. Lúc đầu còn đỡ, hắn vẫn có thể kìm nén được, nhưng rất nhanh theo năng lượng này không ngừng tiến vào trong máu, kinh mạch của hắn, lửa dục đó càng lúc càng mãnh liệt đến mức hai mắt Dương Diệp bắt đầu xuất hiện màu đỏ rực, da thịt cả người hắn giống như bị nướng chín, đỏ tới khiếp người. Dần dần, vẻ tỉnh táo trong mắt Dương Diệp bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ đó sớm đã khôi phục bản thể, tiêu tán trong sân. Chấm. Trong một gian phòng, An Bích Như lẳng lặng nhìn chiếc gương ở trước mặt nàng ta, bên trong gương là một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn dung nhan tuyệt thế đó một lúc, trên mặt An Bích Như đột nhiên hiện lên nét cười, nhưng đó là một nét cười chua chát. Ngọc thủ chậm rãi đặt lên mặt, ánh mắt An Bích Như có chút ngơ ngác nhìn người trong gương, thấp giọng lầm bầm, hồng nhan ngọc diện mỏng như giấy, cảnh xuân phấn vàng mờ như sương. Dứt lời, lại ngẩn ra một lúc, cuối cùng nàng ta cúi đầu, nhìn về phía quyển trục trong tay, trên quyển trục có hai chữ to, Dương Diệp. Dưới thế lực cường đại của An gia, Dương Diệp từ lúc sinh ra đến giờ, cơ bản 90% đều nằm trong quyển trục trên tay An Bích Như. Một nữ tử áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh An Bích Như, nhìn An Bích Như, nữ tử áo đen trong mắt có vẻ thương tiếc, nói. Nhà đầu, thôi bỏ đi, ngươi đã dừng lại ở tôn giả cảnh cửu phẩm lâu lắm rồi, nếu không tiến giai, chợt sinh cơ trong cơ thể ngươi bắt đầu tiêu tán, hậu quả đó ngươi chắc biết rất rõ. Hắn đúng là một nhân tuyển thích hợp, hắn có huyền khí màu tím thần bí, song tu với hắn nhất định có thể khiến công pháp của ngươi đột phá xiềng xích, khiến ngươi một phát bước vào hoàng giả cảnh. An Bích Như vẫn trầm mặc, chỉ là trong mắt có dao động dữ dội. Quan trọng nhất là, hắn vốn chẳng còn tới 5 năm thọ mệnh. Nữ tử áo đen trầm giọng nói. Ngươi căn bản không cần phải áy náy trong lòng làm gì. An Bích Như vẫn trầm mặc, chỉ là ngọc thủ vẫn nắm chặt quyển trục trong tay. Nhà đầu, ngươi chắc cũng biết, huyền khí biến dị mấy năm nay với thế lực của An gia chúng ta cũng chỉ tìm được 4 người mà thôi. Ngươi không chọn 4 người đó, ta hiểu, dù sao 4 người đó ta nhìn cũng thấy ghê tởm. Nhưng Dương Diệp này nếu thật lòng mà xét thì cũng được coi như là người tài đương thời, chọn hắn sẽ không làm nhục ngươi. Quan trọng nhất là, huyền khí màu tím biến dị thần bí của hắn cực kỳ tinh thuần, không có chút tạp chất nào, có trợ giúp rất lớn cho sự đề thăng công pháp của ngươi, bỏ qua cơ hội lần này thì sau này tuyệt đối sẽ không gặp được nữa đâu. Nữ tử áo đen nói. An Bích Như khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy, nói. Hắn đang ở phòng tu luyện à? Nữ tử áo đen gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nói. Nhà đầu, người đã nghĩ thông suốt rồi chứ? An Bích Như nói. Ta đi nói chuyện với hắn, ta không muốn để tâm cảnh của ta sau này có bất kỳ một chút thiếu sót nào. Nói xong An Bích Như đi ra cửa, khi tới cửa, nàng ta lại đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Cô, người không cần phải đi cùng, để ta một mình nói chuyện với hắn. Nói xong thì đi ra khỏi cửa. Nữ tử áo đen đứng đó khẽ thở dài, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Khi An Bích Như đẩy cửa đá của phòng tu luyện thì lập tức biến sắc, bởi vì bóng người đột nhiên xông về phía nàng ta. Tay phải vung lên, một đạo kình phong thổi ra, bóng người đó lập tức bay ngược ra sau trăm trượng, sau đó thì đập mạnh xuống đất. Bóng người này tất nhiên chính là Dương Diệp. Lúc trước, sau khi năng lượng bên trong máu chân long bị hắn hấp thu, vẻ tỉnh táo trong mắt hắn lập tức tiêu tán, chuyển hóa thành lửa dục vô cùng vô tận. Mà vừa hay An Bích Như lại bước vào, xuất phát từ bản năng, Dương Diệp trực tiếp lao tới, chỉ tiếc thực lực của hắn kém An Bích Như quá xa. Nhìn màu đỏ rực trong mắt Dương Diệp, An Bích Như nhíu mày, đột nhiên khi nàng ta nhìn thấy làn da màu vàng lợt trên người Dương Diệp thì con ngươi nàng ta co rút lại, nói. Máu của Hoàng Kim Thần Long, sao có thể, hắn sao có thể có loại thần vật này? Đồ ngốc! Dám hấp thu cả máu của Hoàng Kim Thần Long, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ đắc tội với toàn bộ Long tộc hay sao? Lúc này, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, sau đó lại xông về phía An Bích Như.
Nhìn thấy thân thể trần truồng của Dương Diệp, đặc biệt là cái chỗ cưng cứng đó, An Bích như sắc mặt ửng đỏ, thân thể khẽ động, nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vươn tay ra chỉ một cái vào trước ngực Dương Diệp, lập tức, toàn thân Dương Diệp cứng ngắc tại chỗ, giống như bị định thân vậy. Nhìn thần sắc thống khổ của Dương Diệp, An Bích như nhướng mày, một lúc sau thì khẽ thở dài, tuy nàng ta chưa trải qua chuyện đời, nhưng nàng ta cũng biết tình huống của Dương Diệp lúc này. Lúc này Dương Diệp cần phải được phát tiết, bằng không rất có thể sẽ làm tổn thương tới căn bản của hắn. Thế là liền xoay người đi tìm người đến để làm tiêu tan lửa dục cho Dương Diệp. Nhưng mà lúc này, một luồng hào quang màu tím đột nhiên lóe lên trong mắt Dương Diệp, lập tức lại một luồng hào quang màu tím đột nhiên chui vào trong cơ thể An Bích Như. Thân thể An Bích Như đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và bất khả tư nghị. Nhưng mà... nàng ta đã không có thời gian để suy nghĩ về nguyên do, bởi vì Dương Diệp đã nhào lên người nàng ta rồi. Khi một tia tỉnh táo cuối cùng ở sâu trong mắt Dương Diệp đã tiêu tán, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng cười đắc ý. Không ngờ dám uy hiếp bản công chúa, cho ngươi uy hiếp ta đấy, cho ngươi uy hiếp ta đấy, xem bản công chúa chơi chết ngươi này. Ha ha ha. Chỉ trong nháy mắt, quần áo trên người An Bích Như đã hóa thành tro tàn. Tiếp theo. An Bích Như rên khẽ một tiếng, mầu trao lại. Nhìn Dương Diệp hiện tại đang giống như dã thú tung hoành trên người mình, trong ánh mắt của An Bích Như có sát ý lạnh lẽo. Tuy nàng bị người ta coi là An phu nhân, là nữ chủ nhân của An gia, nhưng nàng ta chưa bao giờ bị nam nhân chiếm tiện nghi cả. Tuy có chút hảo cảm với Dương Diệp, cũng từng muốn kết đôi với hắn, nhưng đó là dưới tình huống nàng ta tự nguyện chứ không phải phải bị ép buộc như bây giờ. Qua một hồi lâu, An Bích Như đột nhiên phát hiện nàng ta đã có thể động đậy. Không chút do dự, tay phải thò ra, trực tiếp khống chế yết hầu của Dương Diệp, chỉ cần hơi dùng sức là đầu của nam tử trước mắt này sẽ phải chuyển nhà. An Bích Như không phát hiện, trong chớp mắt nàng ta khống chế cổ của Dương Diệp, một đạo hào quang màu tím đã lóe lên trên cổ Dương Diệp. Nắm lấy yết hầu của Dương Diệp, nhìn hai mắt đã đỏ rực của hắn, An Bích Như ngẩn ra, nàng ta biết. Dương Diệp sở dĩ như vậy không phải là xuất phát từ bốn ý của hắn, mà là bị máu của chân long ảnh hưởng. Mà hai người bọn họ như bây giờ cũng bởi vì là có người đang âm thầm ra tay với nàng ta. An Bích Như hít sâu một hơi, tự hỏi bản tâm, nàng ta biết, nàng ta không muốn giết thiếu niên trước mắt này, bằng không thì có một vạn lý do cũng vô dụng. Đột nhiên, tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, động tác càng lúc càng kịch liệt, một chỗ nào đó đau nhói. Khiến cho mày của An Bích Như lại nhíu chặt. Theo sự phát tiết không ngừng, dần dần, da trên người Dương Diệp đã bắt đầu đổi màu, từ màu vàng cổ chuyển thành màu hoàng kim. Không biết qua bao lâu, trong mắt Dương Diệp dần dần khôi phục tỉnh táo, khi nhìn thấy dưới thân nằm dưới người thì Dương Diệp lập tức trở nên ngây dại. Thế này là sao? Mình không phải đang tu luyện sao? Tại sao lại thế này? Còn không mau đứng dậy đi. An Bích Như nhìn thẳng vào Dương Diệp, lạnh giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp giật mình, đang chuẩn bị đứng dậy thì lại cảm thấy hai chân bủn rủn, vừa ngoi dậy thì lại nằm xuống. Lập tức hai người phát ra hai loại thanh âm hoàn toàn khác nhau. Dương Diệp hít sâu một hơi, cũng chẳng đứng dậy nữa. Dù sao chuyện đã như vậy rồi, đứng dậy thì được gì? Cứ vậy nằm trên người An Bích Như luôn đi, Dương Diệp cúi đầu, sau đó nói. Ta không biết vì sao chuyện lại thành thế này, ta chỉ biết là những gì trải qua rồi không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hiện tại. Hiện tại á? An Bích Như nhìn thẳng vào Dương Diệp đang ở gần trong gang tấc, nói. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Những lời xin lỗi và xỏ lá thì ta không muốn nói, bởi vì tất cả đều không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta biết ta nếu nói rằng chịu trách nhiệm với người thì nhất định sẽ khiến người nhạo báng. Dù sao người bất kể là thực lực hay là gia thế, người đều hơn xa ta. Chỉ là, ta vẫn muốn nói rằng, hiện tại ngươi là nữ nhân của ta rồi, mà ta thì là nam nhân đầu tiên của ngươi. Thì làm sao? Khóe miệng An Bích Như nở nụ cười lạnh, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lùng. Ngươi không phải cho rằng ta cũng giống như những nữ nhân khác. Sau khi làm chuyện đó với người rồi thì sẽ thành một trong những nữ nhân của ngươi chứ. Ngươi nếu muốn giết ta thì ta đã chết tâu rồi, đúng không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Có lẽ ngươi một khắc sau sẽ chết đó. An Bích Như vẫn nói với vẻ lạnh lùng. Nghe vậy, Dương Diệp lắc đầu, nghiêm túc nói.
Ta không muốn nói nhiều, dẫu sao thì hiện tại người đã là nữ nhân của ta rồi. Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp cúi người hôn lên môi hồng của An Bích Như. Đối với Dương Diệp mà nói, việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô dụng, dẫu sao thì đối phương cũng đã là nữ nhân của hắn, đây mới là trọng điểm. Về phần vấn đề giữa hai người có tình cảm hay không thì vẫn là câu nói đó, Dương Diệp không hiểu lắm về yêu đương, dù sao nếu đã là nữ nhân của hắn vậy thì hắn sẽ đối tốt với đối phương, không phụ đối phương, vậy thôi. Dương Diệp hắn yêu chính là đơn giản như vậy đấy. An Bích Như trực tiếp ngây đơ. Kỳ thật Dương Diệp lúc này trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm, tuy hắn nói năng rất khí phách, nhưng hắn lại hiểu rất rõ thực lực của nữ tử trước mắt này. Đối phương nếu muốn giết hắn thì hắn căn bản không có sức chống trả. Hắn hiện tại chính là đang đánh cược, cược nữ tử trước mắt này có một chút tình nghĩa nào với hắn hay không, nếu không có. Vậy kết quả của hắn sẽ thế nào thì không cần nói cũng biết. Một lúc sau, An Bích Như không hề có động tĩnh, để mặc hắn khinh bạc. Trong lòng Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng khủng bố từ trong cơ thể An Bích Như đột nhiên bộc phát ra. Trực tiếp hất Dương Diệp bay ra xa gần trăm trượng, làn da màu vàng đó của Dương Diệp trong nháy mắt đã nứt ra. Thân hình khẽ động, An Bích Như trực tiếp đi tới trước mặt Dương Diệp, vươn tay ra tóm một cái, nắm lấy cổ Dương Diệp đang sắp rơi xuống đất. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến xảy ra, một tia sáng màu tím đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp chiếu ra, nháy mắt đã đánh lên người An Bích Như, lập tức hất nàng ta bay ra xa. Sắc mặt của Dương Diệp và An Bích Như đều biến đổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, một tiểu cô nương xuất hiện trong sân. Tiểu cô nương ước chừng chỉ khoảng 13-14 tuổi, dáng người lanh lợi đáng yêu, đang bồng bềnh trong không trung, lộ ra một đôi chân trắng nõn như ngọc, thân mặc một bộ váy cung trang có hoa văn màu trắng, ống tay áo màu trắng rộng thùng thình đã che khuất hai tay của tiểu cô nương, ống tay áo tay phải để lộ ra một cây ngọc trượng bằng bảo thạch, trên đỉnh ngọc trượng có một viên bảo thạch màu lam trong suốt rực rỡ. Tiểu cô nương mặc dù còn nhỏ, nhưng rất xinh đẹp, Dương Diệp đã có thể tưởng tượng tiểu cô nương này sau khi lớn lên thì sẽ nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào, khẳng định so với Ân Huyên Nhi thì còn xinh đẹp hơn. Đương nhiên nếu trên mặt tiểu cô nương này không để lộ ra vẻ cao ngạo thì sẽ càng xinh hơn. Tiểu cô nương lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ánh mắt nhìn về phía An Bích Như, nói. Nữ nhân vô tri, có được sự sủng hạnh của hắn là vinh hạnh của ngươi đó, ngươi không biết cảm ơn không ngờ còn ra tay giết hắn. Đúng là ngu không ai bằng, ngươi chẳng lẽ không hiểu, có thể được hắn sủng hạnh là phúc khí mà ngươi tu mấy kiếp sao? Dương Diệp. An Bích Như chậm rãi đứng lên, nhìn tiểu cô nương, trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tuy lúc này ngoài mặt nàng ta vẫn rất chấn định, nhưng trong lòng thì đã nổi sóng. Tiểu nữ trước mặt này thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cũng không khủng bố như vậy. Ngươi đã hỏi thì ta sẽ trả lời cho ngươi, ta chính là người trong tương lai sẽ hủy diệt đại lục này. Tay phải tiểu cô nương chậm rãi giơ lên, ngón tay như ngọc chĩa vào An Bích Như, nói. Nữ nhân, bản công chúa vốn là không muốn giết người, nhưng đáng tiếc, người đã biết sự tồn tại của ta, tuy giết người sẽ khiến ta lại phải tiếp tục ngủ say, nhưng biết làm sao được, ai bảo chủ nhân của Hồng Mông Ngọc Tháp quá yếu, nó vì sao tại nhận một tên ngu ngốc thế này làm chủ chứ? Thật sự là làm bản công chúa tức chết mà. Theo sự phát điên của tiểu cô nương, ngọc trường trong tay nàng ta bay lên, lập tức chiếu ra một luồng ánh sáng màu lam, nhìn thấy luồng ánh sáng màu lam này, con người của An Bích Như co rút lại, bởi vì năng lượng ở trong đó khiến cho kinh hồn của nàng ta có chút run rẩy. Trong lòng nàng ta càng kinh hãi hơn, nàng ta hiện tại đã là cường giả tôn giả cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước nữa là tiến vào hoàng giả cảnh rồi. Cho dù là cô của mình cũng không thể khiến nàng ta có loại cảm giác này. Tiểu cô nương trước mắt này rốt cuộc là ai? Luồng sáng màu lam càng lúc càng lớn, lực lượng bên trong giống như là muốn hủy thiên diệt địa, An Bích Như thấy mà kinh hãi muốn chết, ngay khi nàng ta chuẩn bị liều chết chống trả thì Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Dương Diệp mỉm cười với An Bích Như, sau đó xoay người nhìn về phía tiểu cô nương đó, nói. Không ngờ trong cơ thể ta lại có một người. Càng không ngờ người này lại cường đại như vậy. Ta không biết ngươi ở trong cơ thể ta là có mục đích gì, cũng không biết ngươi rốt cuộc là ai, chỉ là ta hy vọng ngươi đừng đả thương người bên cạnh ta. Ngươi có biết không, nếu để ngoại nhân biết về sự tồn tại của ta, ngươi sẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt đó.
Tiểu cô nương lườm Dương Diệp, tựa hồ muốn bắn luồng sáng màu lam trên quyền vào Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu nói. Biết. Vậy mà người còn không cho ta giết nàng ta. Ngươi là đầu người hay là đầu heo? Tiểu cô nương càng nổi giận hơn, quyền trượng trong tay bắt đầu rung động kịch liệt. Hiển nhiên, nàng ta sắp không kiềm chế được sự tức giận của mình rồi. Dương Diệp mặt tối sầm, hắn lúc này có một loại xúc động muốn tét đít tiểu cô nương trước mắt này, tính tình kiểu gì thế? Bảo Nhi so với nàng ta còn dễ chịu hơn nhiều. Hít sâu một hơi, Dương Diệp xoay người nhìn về phía An Bích Như, cười nói, nàng ta nếu muốn giết ta thì ta đã chết từ lâu rồi. Ta nợ nàng ta rất nhiều, lại sao có thể để nàng ta phải vì ta mà chết? Ta làm việc không cầu đúng sai, chỉ cầu không thẹn với lòng. An Bích Như đi rồi, dưới sự bảo vệ bất chấp tất cả mọi giá của Dương Diệp, tiểu cô nương đó chỉ có thể để mặc An Bích Như rời. Gì? An Bích Như vừa đi, tiểu cô nương bồng bềnh trong không trung từ trên cao hạ xuống, ánh sáng trên ngọc trường bảo thạch trong tay trong nháy mắt cũng trở nên ảm đạm. Dương Diệp cả kinh, thân hình khẽ động, vội vàng đỡ tiểu cô nương vào lòng. Lúc này tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, loại tái nhợt không còn màu máu này nhìn qua thật sự là hơi có chút khiếp người. Dương Diệp đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên viên bảo thạch cực lớn ở trên cổ tiểu cô nương chiếu ra một luồng sáng lam. Lập tức một cỗ lực lượng cực lớn đột nhiên từ trên người tiểu cô nương ùa ra, nháy mắt đã đánh bay hắn. Dương Diệp đầu óc quay cuồng, tiểu cô nương này vì sao lại làm vậy? Thân hình của tiểu cô nương lại từ từ bay lên, cách mặt đất chừng ba thước, ngọc trượng bảo thạch trong tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng rất yếu, nếu không nhìn kỹ thì căn bản là không thể phát hiện ra được. Còn nữa, không biết vì nguyên nhân gì, sắc mặt của tiểu cô nương càng trở nên trắng bệch. Thân hình tiểu cô nương bồng bềnh, sau đó thì cứ như vậy bay tới trước người Dương Diệp, thân thể hơi bay lên trên một chút, nhìn. Xuống Dương Diệp đang bò trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ tức giận không hề che giấu, tay phải nhẹ nhàng nâng nâng lên, dùng ngọc trượng bảo thạch gõ nhẹ vào đầu Dương Diệp, nói. Ngươi sao có thể yêu như vậy được, tên gia hỏa kia sao lại đi chọn một tên vừa yếu vừa ngu như ngươi. Thật là tức chết ta mà. Nói xong lại dùng ngọc trượng bảo thạch gõ vào đầu Dương Diệp, lập tức một cỗ năng lượng màu vàng từ trên ngọc trượng bảo thạch từ từ truyền vào trong thân thể của Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, ở trước mặt hắn vẫn là tiểu cô nương tính tình nóng nảy đó đang bồng bềnh trên không. Nhìn thấy tiểu cô nương, sắc mặt Dương Diệp lập tức tối sầm, nếu không phải kiêng kỵ thực lực khủng bố của tiểu cô nương này, hắn lúc này thật sự muốn đánh đít đối phương một trận, tính tình này thật đúng là đáng đánh. Cố nén cơn tức trong lòng, Dương Diệp ra sức khiến mình tỉnh táo lại, một lát sau, Dương Diệp tổ chức lại ngôn ngữ rồi mới nói. Ta nghĩ, ngươi hẳn là rất quen thuộc với ta, nhưng ta thì lại không biết gì về ngươi cả, có thể tự giới thiệu một chút không? Dù sao mọi người ở cùng nhau cũng lâu như vậy, ngươi thấy sao? Tiểu cô nương thản nhiên nhìn Dương Diệp, nói. Ta biết, lúc này ngươi rất muốn đánh ta, đúng không? Dương Diệp. Chấm. Tiểu cô nương bay lướt tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi vừa rồi khi tỉnh lại, nếu dám đánh ta thì ngươi nhất định sẽ chết, biết không? Dương Diệp xòe tay, nói. Không phải. Dương Diệp ngây ra, kinh ngạc nói. Sao lại không phải? Vì sao lại phải? Tiểu cô nương khẽ cau mày, có chút không vui nói. Còn nữa, cái đó không gọi là tiểu tuyền qua. Vậy gọi là gì? Không nói với ngươi. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp lại giật giật, cảm thấy ngực như có gì đó nghẹn nghẹn, cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Một lúc sau, Dương Diệp lắc đầu cười khẽ, sau đó nói. Ngươi nói ra những gì mà ngươi có thể nói với ta đi. Hắn xem như đã hiểu, tiểu cô nương này sẽ không nói với hắn về lai lịch của nàng ta và tiểu tuyền qua. Tuy ngươi rất nhiều lúc thì rất ngu, nhưng cũng vẫn có lúc thông minh. Tiểu cô nương nhìn Dương Diệp, hơi gật đầu. Trong mắt có một tia tán thưởng, hiển nhiên là nàng ta rất hài lòng với sự thẳng thắn của Dương Diệp. Dương Diệp! Ngươi quá yếu! Tiểu cô nương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Thật sự là quá yếu, giống như con kiến vậy. Yếu thì thôi cũng được, nhưng ngươi lại còn có nhiều kẻ địch như vậy. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy rất dễ chết. Mà ngươi chết thì cũng chẳng sao, dù sao ngày nào chả có người chết. Nhưng ngươi chết thì sẽ hại đến ta. Ngươi có biết hay không? Dương Diệp nhún vai, nói. Ngươi lợi hại như vậy, ai có thể giết được ngươi?
Còn nữa, ta đâu có cưỡng ép giữ ngươi trong cơ thể ta đâu. Ngươi nếu nguyện ý, tùy thời có thể rời đi mà. Giữ tiểu cô nương này lại bên người thật sự là quá nguy hiểm, tiểu cô nương này tính tình quá nóng nảy, mà nóng nảy thì thôi, đã thế lại còn có thực lực khủng bố kinh người, giữ nàng ta ở bên cạnh, hắn sau này mỗi ngày đều sẽ phải thấp tha thấp thỏm. Ngươi có biết hay không, người dám nói với ta như vậy đều đã chết rồi. Thân hình tiểu cô nương lại bay tới trước mặt Dương Diệp, nhìn thẳng vào Dương Diệp, thanh âm lạnh như băng. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó nghiêm mặt nói. Đầu tiên, ta rất cảm ơn sự trợ giúp của ngươi bấy lâu nay. Ta không biết lai lịch của ngươi, cũng không biết lai lịch của tiểu tuyền qua, ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết đâu. Ta muốn nói chuyện tử tế với ngươi, dù sao ngươi và tiểu tuyền qua xuất hiện ở trên người ta, khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng, ta là có chút một bên tình nguyện. Đây là nguyên nhân do ngươi, không liên quan tới ta. Tiểu cô nương lạnh nhạt nói. Cơ nhục trên mặt Dương Diệp giật giật. Hắn hiện tại cuối cùng cũng phát hiện có người còn không phân phải trái hơn cả Bảo Nhi. Nhún vai, Dương Diệp nói. Được rồi, vậy ngươi hiện tại muốn thế nào? Tiểu cô nương trầm mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu xuất hiện vẻ mất tự nhiên, một lúc sau, nàng ta mới nói. Bởi vì một số nguyên nhân nào đó, ta hiện tại rất yếu, cần tiểu tuyền qua mà ngươi nói đó để chữa thương. Mà tiểu tuyền qua kia thì lại lựa chọn ngươi. Mà chỉ có ngươi mới có thể hoàn toàn cởi mở tiểu tuyền qua, cũng chính là vậy đấy, những gì ta nói ngươi đã hiểu chưa? Dương Diệp. Chúc mừng ngươi, bởi vì với tốc độ tu luyện rùa bò của ngươi, trong một đoạn thời gian rất dài tương lai, ngươi sẽ may mắn được ở bên cạnh ta. Ừ, trong khoảng thời gian này, ngươi làm thị vệ trưởng của ta đi, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của ta. Ngươi giở cái vẻ mặt gì thế, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy vô cùng vinh hạnh à? Tiểu cô nương nói một cách thản nhiên, vẻ mặt như là Dương Diệp nên lấy làm vinh hạnh, còn nàng ta thì phải hạ giá bản thân, vẻ mặt đó rất là tự nhiên, không hề giả vờ giả vịt. Lúc này, Dương Diệp cảm thấy nội tâm của tiểu cô nương này cường đại cỡ nào. Lắc đầu, Dương Diệp nói. Thực lực của ngươi khủng bố như vậy, còn cần ta làm thị vệ trưởng cho ngươi à? Đi theo bên cạnh ta, ta chỉ tổ làm liên lụy tới ngươi thôi, không phải sao? Ta nói rồi. Ta hiện tại đang bị thương. Tiểu cô nương nhướng mày nói. Ta cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, đồng thời mỗi một lần xuất thủ, ta sẽ phải ngủ say rất lâu. Lúc trước giáo huấn nữ nhân ngu ngốc kia đã hao phí rất nhiều thần lực của ta chắc lại cần ngủ say rất lâu nữa. Ta muốn thức tỉnh thì nhất định phải có hồng mông cuồn cuộn không ngừng. Ừ, chính là huyền khí màu tím đó, cho nên ngươi phải tu luyện nhanh hơn, hiểu chưa? Thực lực hiện tại của ngươi mạnh cỡ nào? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Loại người như ngươi ta có thể đánh chết cả đống. Tiểu cô nương hờ hững nói. Dương Diệp vẻ mặt lại tối sầm. Vốn ta là không muốn xuất hiện đâu, nhưng đành chịu TTH toi, ta phải ra ngoài nhắc nhở ngươi một chút, ngươi phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì ta cảm thấy linh lực của thế giới này đang nhanh chóng khô kiệt, chắc qua không lâu nữa, thế giới này sẽ trở thành một hành tinh chết. Ngươi phải ở trước lúc đó mở ra cánh cửa ở phía sau đạo môn của tiểu tuyền qua. Đừng hỏi ta tại sao, bởi vì ta cũng không biết phải giải thích thế nào về việc này với một tên ngu ngốc như ngươi cả. Tiểu cô nương nói. Ngươi cũng biết đó, kẻ địch của ta rất nhiều, thực lực hiện tại của ta lại rất yếu, ngươi chẳng lẽ không giúp đỡ gì à? Trong lòng Dương Diệp vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng không nghi ngờ gì nữa, tiểu cô nương này hiện tại tạm thời không muốn nói cho hắn biết. Nếu đã vậy hắn cũng chỉ có thể cố gắng mò vớt lợi ích trước. Về phần các nghi vấn thì sau này khẳng định sẽ rõ thôi. Tiểu cô nương lắc đầu, nói. Ta không thể giúp gì được ngươi, bởi vì phương thức tu luyện của chúng ta khác nhau, ta là tu thần lực, mà ngươi thì là phàm lực. Còn nữa, muốn trở thành cường giả sao có thể ỷ lại vào người khác. Ta phải ngủ đây, hy vọng khi ta tỉnh lại thì ngươi vẫn còn sống. Nói xong. Tiểu cô nương hóa thành một luồng sáng trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp đứng ngây tại chỗ, thế này là sao? Trong đầu mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng may tiểu tuyền qua thần bí đó cuối cùng cũng lộ ra một góc núi băng, không còn thần bí như trước kia. Chỉ là, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Một lúc sau, Dương Diệp lắc đầu, bất kể là tiểu tuyền qua hay là tiểu cô nương, tuy những cái này có quan hệ rất lớn với hắn, nhưng lúc này... Việc cấp bách phải làm chỉ có hai việc, đó là cứu Vũ Tịch,
sau đó thì về Nam vực cứu mẫu thân. Các việc này đành chỉ có thể tạm thời đặt ở sang một bên thôi. Từ sau khi chuyện hôm đó phát sinh, Dương Diệp không hề gặp An Bích Như, Dương Diệp biết đối phương đang tránh né hắn, hoặc là nói đối phương không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn nữa. Đối với điều này, Dương Diệp trong lòng mặc dù có chút buồn bã, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của đối phương. Có điều hắn lại không tiện tiếp tục ở An Gia nữa, cho nên lựa chọn rời khỏi An Gia. Sau khi rời khỏi An Gia, Dương Diệp tới một vùng đất trống cách phía nam cổ vực thành hơn 1.000 dặm, trước mặt hắn, là một hố sâu tối đen cực lớn. Tiểu Vấn, xác định là nơi này chứ? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Dương Diệp dứt lời, Dạ Vấn xuất hiện một cách quỷ dị ở phía sau Dương Diệp, nói. Xác định, Nam Cung Mộng và Lý Thanh Thủy chính là chết ở đây, bởi vì hố sâu này chính là do Thanh Vân Tử Điện tạo thành. Đáng tiếc cho hai thiên tài cứ vậy mà hồn phi phách tán. Dương Diệp lắc đầu, nói. Với thực lực của hai người bọn họ, cho dù đánh không lại Lạc Tuyết, muốn chạy trốn thì chắc vẫn có thể. Ta đoán là hai người họ quá mức khinh địch, mới bị Lạc Tuyết chảm sát ngay tại chỗ. Bằng không, hai người họ nếu lựa chọn rút lui thì Lạc Tuyết đó nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại một người mà thôi. Nói đến đây, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dạ Vẫn, nói. Tiểu Vẫn, ta biết ngươi và cả các huynh đệ khác của ngươi đều là hạng tâm cao khí ngạo, nhưng phải tránh khi đối mặt với kẻ địch thì nhất định phải đối đãi một cách nghiêm túc. Nên biết rằng, rất nhiều người chết chính là do mình lơ là và khinh địch, hiểu chưa? Thấy Dương Diệp nghiêm túc, Dạ Vẫn không cợt nhả mà gật đầu nghiêm túc nói. Kiếm chủ, người cứ yên tâm, ta và các huynh đệ sẽ không lơ là khinh địch đâu. Phải biết rằng chúng ta cũng như kiếm chủ ngươi, đều có huyết hải thâm cừu. Biết là tốt rồi. Dương Diệp gật đầu, sau đó xoay người, tay phải vung lên, một cây đàn ngọc màu trắng lập tức rơi vào trong hố sâu cực lớn đó, trong đàn ngọc màu trắng có chứa cho cốt của Hy Lạc. Nhìn hố sâu cực lớn đó, Dương Diệp trầm giọng nói. Hiện tại ngươi có thể vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh của mộng mộng của ngươi rồi, hy vọng ngươi kiếp sau không yêu phải người không yêu ngươi. Đứng trầm mặc tại chỗ một lúc, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dạ Vẫn, nói. Thi đấu của Tiềm Long Bảng thế nào rồi? Nghe vậy, Dạ Vẫn cười nói. Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân và cả Trương Liễu ba người đều bước vào 10 thứ hạng đầu, trong các huyền giả nhân loại, cơ hồ không có ai là đối thủ của bọn họ. Khó giải quyết nhất vẫn là ba tộc Ma Minh Yêu. Có điều ta tin ba người bọn họ có thể xử lý tốt. Dương Diệp gật đầu, nói. Các huynh đệ được phái về Nam Vực hỏi thăm tình hình của Nam Vực đã quay lại chưa? Nghe vậy, sắc mặt Dạ Vẫn trở nên ngưng trọng, nói. Kiếm chủ, lần này chúng ta trở về, chỉ sợ là vô cùng hung hiểm. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, Bách Hoa Cung, và cả Quỷ Tông cùng với Nguyên Môn sau khi biết được tin tức ngươi có được Tiềm Long Bảng thì đã có rất nhiều cường giả rời khỏi Tông Môn. Sau đó đi đâu thì không rõ. Những cường giả này, cảnh giới thấp nhất cũng là linh giả cảnh, trong đó, rất có khả năng có cả cường giả tôn giả cảnh. Cường giả tôn giả cảnh à? Hai mắt Dương Diệp híp lại, một lúc sau liền nói. Vậy Kiếm Tông thì sao? Kiếm Tông tạm thời không có dị động. Dạ Vẫn nói. Tuy Kiếm Tông không có dị động, nhưng thưa kiếm chủ, chúng ta lần này thật sự phải cẩn thận. Bởi vì ta đã có được tin tức. Tổ chức ngũ sát đã phái ra sát thủ nửa đường chặn giết chúng ta. Xem ra, quan hệ giữa chúng ta và ngài đã bị tổ chức ngũ sát biết rồi. Biết thì cứ biết. Dương Diệp trầm giọng nói. Dù sao ta cũng không định giữ kín tổ chức thần bí này. Chúng ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu huynh đệ rồi? 105. Dạ Vẫn nói. Trong đó hơn 8 phần đã là huyền giả vương giả cảnh cửu phẩm. Đúng rồi, ta, Trương Liễu. Lãnh Quân, Lãnh Ngân, còn có 8 huynh đệ đã là huyền giả linh giả cảnh. Chỉ với chút thực lực này của chúng ta, muốn bình yên trở lại Nam Vực chỉ sợ vẫn có chút khó khăn. Hơn nữa quan trọng nhất là, trở lại Nam Vực rồi thì chúng ta nên đi đâu? Dương Diệp nói. Những cái này ta đều đã nghĩ tới rồi, ngươi đừng lo. Việc ngươi phải làm chính là không ngừng tìm hiểu tin tức bên phía Nam Vực, sau đó thì cố gắng để thăng thực lực của mình. Phải biết rằng, lần này trên đường đi sẽ không yên ổn, thực lực nếu yếu thì chúng ta có thể là không về được đâu. Ha ha, yên tâm, Dạ Vẫn ta vẫn chưa muốn chết. Bội quân nhà ta vẫn còn đang ở Nam Vực chờ ta trở về mà. Ta không muốn bắt nàng ta phải thủ tiết đâu. Dạ Vẫn cười nói.
Bội quân. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức cười nói. Thê tử của ngươi à? Cứ coi là vậy đi. Dạ vẫn trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa nói. Chưa cưới xin đàng hoàng, có điều chuyện nên làm đã lỡ làm rồi, lần này chờ trở về Nam vực rồi sẽ tới nhà nàng ta để cầu hôn. Kiếm chủ đến lúc đó có đi cùng ta không? Người đứng đầu Tiềm Long bảng, kiếm hoàng đương đại đi cầu thân cho ta, ta cũng không tin lão gia tử nhà nàng ta dám cự tuyệt, ha ha. Cự tuyệt cũng chẳng sao. Dương Diệp cười nói. Cùng lắm thì, các huynh đệ giúp ngươi cướp dâu. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, ha ha. Sau khi Dạ Vẫn đi rồi, Dương Diệp tìm một sơn mạch hẻo lánh, trước một đầm nước ở sâu trong sơn mạch, trên đầm nước, một ngọn lửa nhỏ đang bập bềnh. Không biết vì nguyên nhân gì, giọt máu chân long lúc trước hắn hấp thu vẫn còn sót lại rất nhiều trong cơ thể hắn, chưa bị hắn hấp thu hết. Hiện tại việc hắn cần làm chính là hấp thu chỗ máu chân long này. Để tránh lại bị máu chân long này lại khiến hắn bị lửa dục thiêu thân, hắn lần này cố ý chọn đầm nước này làm nơi tu luyện. Không biết vì nguyên nhân gì, giọt máu chân long lúc trước hắn hấp thu vẫn còn sót lại rất nhiều trong cơ thể hắn, chưa bị hắn hấp thu hết. Hiện tại việc hắn cần làm chính là hấp thu chỗ máu chân long này. Để tránh lại bị máu chân long này lại khiến hắn bị lửa dục thiêu thân, hắn lần này cố ý chọn đầm nước này làm nơi tu luyện. Không chút do dự, Dương Diệp tung người nhảy lên, bõm, một tiếng rơi vào trong đầm. Sau khi tiến vào đầm nước, Dương Diệp lập tức bắt đầu vận chuyển huyền khí, sau đó thì điên cuồng hấp thu chỗ máu chân long còn sót lại. Theo năng lượng của máu chân long không ngừng bị hắn hấp thu, nhục thân và làn da của hắn dần dần lộ ra một loại màu vàng đậm, không chỉ là da, ngay cả kinh mạch và xương cốt trong cơ thể hắn cũng đã biến thành màu vàng đậm. Do là chỉ còn sót lại nên rất nhanh máu chân long đã bị Dương Diệp hấp thu gần hết. Qua chừng nửa canh giờ, Dương Diệp đã hấp thu xong chỗ máu chân long cuối cùng thì đột nhiên dị biến phát sinh. Gừ! Một tiếng hét vang trời đột nhiên vang vọng trong đầu Dương Diệp, trong nháy mắt, sắc mặt của Dương Diệp trở nên vặn vẹo, màng tai đau đớn, thất khiếu đổ máu. Con kiến hôi, dám cắn nuốt tinh huyết của bản tôn. Một luồng ánh sáng vàng hiện lên, một con cự long hư ảo màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp, cự long dài tới mấy trăm trượng, như che trời phủ đất. Dương Diệp mở hai mắt, khi nhìn thấy hoàng kim cự long che trời phủ đất trước mắt thì con ngươi lập tức co rút lại, nhưng rất nhanh trong mắt hắn lại hiện lên vẻ dữ tợn. Bởi vì hoàng kim cự long trước mắt này không phải là bản thể mà chỉ là một dòng tàn hồn còn sót lại bên trong tinh huyết. Một dòng tàn hồn mà thôi, Dương Diệp hắn việc gì phải sợ. Con kiến, ngươi thật can đảm quá đấy, dám cắn nuốt tinh huyết của hoàng kim thần long nhất tộc, ngươi không sợ mang tới đại họa ngập trời cho nhân tộc của ngươi à? Hoàng kim thần long ăn mòn Dương Diệp, từng cỗ long uy khủng bố giống như gió bão ập về phía Dương Diệp. Một cỗ kiếm ý sộc lên trời. Dương Diệp nói một cách dữ tợn. Chỉ là một dòng tàn hồn mà thôi, người tốt nhất hãy ngoan ngoãn để ta hấp thu đi. Dứt lời, chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm xuống đất, thân thể bắn lên cao, đi tới trước tàn hồn của hoàng kim thần long, sau đó nói. Kiếm chi lĩnh vực. Lập tức. Một cỗ lực lượng khủng bố đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Hoàng Kim Thần Long và Dương Diệp. Kiếm vực, không ngờ là kiếm vực, người rốt cuộc là người phương nào? Hoàng Kim Cự Long mắt lộ vẻ kinh hãi, thất thanh nói. Dương Diệp tất nhiên sẽ không nói những lời vô nghĩa với nó, long cốt kiếm trong tay không ngừng múa ra, vô số kiếm khí bắn ra, nháy mắt đã bao phủ Hoàng Kim Cự Long đó. Nếu là kiếm khí bình thường, có lẽ là vô dụng của Hoàng Kim Cự Long này. Nhưng lúc này dưới sự gia trì của kiếm chi lĩnh vực, uy lực của kiếm khí đó không biết được đề thăng bao nhiêu lần. A, nhân loại, bất kể ngươi là ai, hoàng kim thần long nhất tộc ta chắc chắn sẽ khiến ngươi thần hồn câu diệt, khiến ngươi trọn đời không thể siêu sinh. Theo một tiếng hét cuối cùng của hoàng kim thần long, hư ảnh của hoàng kim thần long lập tức tan đi. Dương Diệp mừng lắm, không hề do dự hút những năng lượng này vào trong cơ thể của mình. Ước chừng qua một canh giờ. Dương Diệp mở mắt, tay phải nắm chặt thành quyền, hét một tiếng rồi sau đó đột nhiên cách không đấm một quyền xuống dưới nước. Một cỗ quyền phong ùa ra, trong nháy mắt đã đi tới trước đầm nước, trong chớp mắt. Nổ ầm một tiếng, một cột nước to như thân thể của cự long bắn lên cao, ước chừng phải tới 10 trượng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mừng lắm, hiện tại một quyền hắn ít nhất cũng có sức phản cân, sức phản câu, cho dù là yêu thú linh cấp đỉnh phong cũng không có.
Hiện tại lực lượng nhục thân của hắn tuyệt đối đã vượt qua Ma Kha và Lạc Tuyết. Xem ra ta đã có một chút lực lượng của chân long. Bằng không cho dù hấp thu được năng lượng trong máu của chân long thì nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến ta có lực lượng 7.000 cân mà thôi. Lực lượng vạn cân, chỉ sợ là lực lượng nhục thân của một số cường giả tôn giả cảnh cũng mạnh bằng ta. Nhìn một vòng xoáy xuất hiện bên trong đầm nước, Dương Diệp thấp giọng nói, trong mắt có một nét cười khó có thể che giấu. Đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía ngực mình, chỉ thấy ở đó, không biết từ khi nào đã xuất hiện một ấn ký màu máu. Nhìn thấy ấn ký này, mày Dương Diệp lập tức nhíu chặt, thầm nghĩ chuyện không ổn rồi. Dương Diệp bấm tay búng một cái, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện, dùng U Minh Quỷ Hỏa để thiêu đốt ấn ký đó, nhưng mà, dưới sự thiêu đốt U Minh Quỷ Hỏa, ấn ký đó không ngờ không hề có dấu hiệu biến mất, ngược lại càng lúc càng trở nên rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, lại nhớ tới lời nói của Hoàng Kim Cự Long trước khi chết, Dương Diệp sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Hắn biết, thứ này tuyệt đối là Hoàng Kim Thần Long trước khi chết làm ra, về phần thứ này là gì, hắn không biết, nói chung tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thậm chí làm không tốt thì sẽ gặp phải sự trả thù của Hoàng Kim Thần Long nhất tộc của yêu vực. Lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện này nữa. Hiện tại để lo việc này thì thuần túy chính là tự tìm phiền não cho mình. Dù sao đến lúc đó cứ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Ngẩng đầu nhìn vị trí của Tiềm Long Tháp, Dương Diệp thấp giọng nói, hôm nay chính là ngày thi đấu cuối cùng của Tiềm Long Bảng, cũng không biết ba tên gia hỏa lãnh quân thế nào rồi. Dứt lời, tay phải Dương Diệp vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất phía chân trời. Tiềm Long Tháp, lúc này trên một sàn đấu cực lớn trong cốc, một huyền giả của ma tộc và một huyền giả nhân loại đang chiến đấu kịch liệt. Dưới đài, huyền giả ma tộc và huyền giả cùng nhân loại thì điên cuồng cổ vũ cho hai người. Thanh âm đó giống như là tiếng sấm vang vọng trong cốc. Ở một bên khác của cốc, là cường giả của tông môn trong vực. Không thu được ba thứ hạng đầu của Tiềm Long Bảng vào trong môn, điều này khiến cho bọn họ tỏa định mục tiêu ở trên người những huyền giả nhân loại ở trong sân. Những người này từ trong vạn người nở rộ tài năng tiến vào 10 thứ hạng đầu của Tiềm Long Bảng, bản thân bọn họ không chỉ là yêu nghiệt có thiên phú tốt, mà còn có thể mang đến sự gia trì của khí vận cho tông môn, loại chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện này bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Khi Dương Diệp đi tới Tiềm Long Tháp nhìn thấy hai người trên đài thì lập tức ngây ra, bởi vì huyền giả nhân loại trên đài không phải ai khác mà chính là Trương Liễu đó. Lúc này Trương Liễu đã là cường giả linh giả cảnh. Đối thủ của hắn cũng là một cường giả linh giả cảnh. Thực lực của hai người từ bên ngoài mà nhìn thì sàn sàn như nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, Trương Liễu đã lờ mờ có dấu hiệu bị áp chế. Huyền giả ma tộc so với huyền giả nhân loại thì vẫn có nhiều ưu thế hơn, trong đó nhục thân cường hãn chính là một mục rõ ràng nhất. Hai người giao thủ, Trương Liễu chịu thiệt rất nhiều. Bởi vì Trương Liễu là sát thủ, giao thủ chính diện với người ta vốn đã phải chịu thiệt. Cộng với huyền giả ma tộc đó có nhục thân cường hãn. Cho nên, kịch chiến một hồi, Trương Liễu đã dần dần rơi xuống hạ phong. Có điều ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn, Trương Liễu không bị huyền giả của ma tộc tạo thành thương tổn của tính thực chất nào, có điều cũng chỉ vậy mà thôi. Đột nhiên, giống như cảm giác được gì đó, Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu thì thấy An Nam Tĩnh không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, Dương Diệp nheo mắt lại, bởi vì hắn phát hiện. Đối phương không ngờ đã là linh giả cảnh nhị phẩm. Ông trời à, mới qua được mấy ngày, đối phương không ngờ đã lại đề thăng cảnh giới thêm một phẩm, thiên phú như vậy. Nhìn Dương Diệp, trong mắt An Nam Tĩnh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nói. Ta có thể cảm giác được, thực lực của ngươi đã tăng trưởng không ít. Không tồi, không tồi, rất không tồi. Thực lực của không phải cũng đề thăng rất nhiều sao? Dương Diệp nói. Mới có mấy ngày ngắn ngủi. Người đã từ linh giả cảnh nhất phẩm đề thăng tới linh giả cảnh nhị phẩm, thiên phú của ngươi thật sự là khiến cho người ta phải xấu hổ đó. Chúng ta lúc nào thì có thể đánh một trận. An Nam Tĩnh nhìn thẳng vào Dương Diệp, trong mắt lóe lên hào quang hưng phấn không hề che giấu. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nữ nhân này là cuồng nhân chiến đấu chân chính. Sẽ có cơ hội thôi. Dương Diệp nói. Nhưng ta đã nóng lòng lắm rồi. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp lập tức thấy có chút to đầu, nói thật, hắn cũng muốn đánh một trận với nữ tử trước mắt, bởi vì đối thủ này thật sự là khó cầu, đánh một trận với đối phương, tuyệt đối là hơn mấy tháng khổ tu bình thường.
chỉ là tình huống hiện tại khiến cho hắn căn bản không có cách nào chiến đấu thống khoái được với đối phương cả. Dương Diệp lập tức thấy có chút to đầu, nói thật, hắn cũng muốn đánh một trận với nữ tử trước mắt, bởi vì đối thủ này thật sự là khó cầu, đánh một trận với đối phương, tuyệt đối là hơn mấy tháng khổ tu bình thường. Chỉ là tình huống hiện tại khiến cho hắn căn bản không có cách nào chiến đấu thống khoái được với đối phương cả. Thiên phú của ngươi không tồi, căn bản không kém gì ta, chỉ là ngươi có quá nhiều ràng buộc, nếu không thể vứt bỏ những ràng buộc này, trên con đường võ đạo, chênh lệch giữa người và ta sẽ chỉ tổ càng lúc càng lớn. Mà thiên phú kiếm đạo của ngươi, cũng sẽ bị ngươi làm mai một. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Tĩnh võ thần, ngươi đã từng thích ai chưa? Dương Diệp đột nhiên hỏi. An Nam Tĩnh ngẩn ra, lập tức nói. Thích người khác có thể khiến ngươi trở nên mạnh hơn à? Dương Diệp. Chấm. Nếu không thể thì thích làm cái gì? An Nam Tĩnh liếc Dương Diệp một cái, nói. Cái gọi là tình cảm, An Nam Tĩnh ta tất nhiên cũng có, chỉ là ta sẽ không bị tình cảm làm vướng bận. Mà ngươi thì bị tình cảm làm vướng bận quá nhiều. Tình cảm là khuyết điểm lớn nhất của ngươi, bị tình cảm ràng buộc, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể trở thành cường giả chân chính. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta thừa nhận, ngươi nói đúng. Nhưng, mỗi người đều có cái mà mình theo đuổi riêng, cái ta theo đuổi không phải là vô địch thiên hạ, cũng không phải là xưng bá đại lục. Tuy cái ta theo đuổi, có thể phải cần trở thành vô địch thiên hạ mới có thể làm được, nhưng cái ta theo đuổi thật sự không phải cái gọi là vô địch thiên hạ. Đối với ta mà nói, so với vô địch thiên hạ, người nhà được bình an, người mà mình yêu ở bên cạnh mình mới là quan trọng nhất. Động lực để không ngừng trở nên mạnh mẽ của ngươi là xuất phát từ tình cảm. An Nam Tĩnh đột nhiên hỏi. Dương Diệp cười cười, nói. Quả thật từng là như vậy, có điều hiện tại ta phát hiện một đạo lý. Ở thế giới cường giả vi tôn này phải có thực lực thì mới có quyền lên tiếng và tôn nghiêm. Không có thực lực thì đừng nói là bảo vệ người nhà, cho dù là có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Cho nên, hiện tại động lực để cố gắng trở nên mạnh mẽ có thể nói là vì muốn sống, ha ha. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, trầm ngâm một lát rồi khẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía luận võ đài, nói. Huyền giả nhân loại này sắp thắng rồi. Hả? Vì sao lại nói vậy? Dương Diệp lập tức có hứng thú hỏi. Tuy hắn nhìn thì như rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn lại rất vững vàng, không hề có cảm giác bị đối phương bức cho luống cuống. Chú ý nhìn mắt hắn kìa, mắt hắn rất bình tĩnh, còn nữa, mỗi một lần hắn xuất thủ đều rất quyết đoán, ứng đối rất đúng lúc, bước chân cũng rất trầm ổn, tuy nhìn ngoài mặt thì giống như là bị áp chế, nhưng kỳ thật, đây chỉ là một loại yếu thế chiến thuật mà thôi. An Nam Tĩnh thản nhiên nói. Nghe vậy, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ ngưng trọng, tuy An Nam Tĩnh này không phải kiếm tâm thông minh, nhưng nhãn lực đó thì lại không hề kém kiếm tâm thông minh của hắn. Chẳng trách ý thức chiến đấu của đối phương mạnh tới vậy. Đúng lúc này, trên luận võ đài, huyền giả ma tộc đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhân loại, chết ở đây cho ta. Dứt lời, một bước lao tới Trương Liễu đã thối lui đến rìa lôi đài, hai tay hóa trưởng, mang theo tiếng xé gió bén nhọn đột nhiên đánh về phía Trương Liễu. Trong mắt Trương Liễu hiện lên nụ cười quỷ dị và vẻ dữ tợn, chân phải dậm nhẹ xuống đất, quát. Ảnh phân thân. Dứt lời, thân hình Trương Liễu khẽ run lên, lập tức, bốn Trương Liễu xuất hiện trong sân. Huyền giả ma tộc đó ngây ra, trong nháy mắt hắn còn đang sững sờ thì một đạo hàn quang lóe qua cổ hắn. Khóe miệng của huyền giả ma tộc nở nụ cười khinh thường, huyền giả nhân loại trước mắt này căn bản là không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn, lần này lại trúng bẫy rồi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp dưới đài khóe miệng khẽ cong lên, nói. Thắng rồi. Chỉ có hắn biết, Trương Liễu vào một khắc cuối cùng đã thay đổi một thanh chủy thủ khác, thanh chủy thủ đó chính là chế tác từ xương rồng. Nói cách khác thì Trương Liễu lúc trước vẫn luôn ở thế yếu, mà thời khắc hiện tại mới là sát chiêu chân chính. Chủy thủ vuốt lên chỗ cổ huyền giả của ma tộc đó, lập tức vẻ khinh thường ở khóe miệng của huyền giả ma tộc cứng lại. Ngay sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cái đầu người trực tiếp bay ra. Các huyền giả nhân loại ngẩn người, lập tức đột nhiên phát ra những tiếng hoan hô, ở chiến trường cổ này không có gì kích thích hơn so với nhân loại chảm sát huyền giả của ba tộc ma minh yêu, thật sự khiến người ta rất hưng phấn. Lúc này, Thiên Huyễn xuất hiện trên đài đấu võ, nhìn thoáng qua thi thể của huyền giả trên mặt đất, khẽ gật đầu, sau đó nói. Hiện tại tới lượt 30 thứ hạng đầu của Tiềm Long bảng,
xin mời 30 huyền giả đứng đầu lên đài. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện trên đài đấu võ, cùng xuất hiện với hai người bọn họ còn có Ma Kha kia. Võ Thần, Kiếm Hoàng. Nhìn thấy Dương Diệp và An Nam Tĩnh, đám người trong sân lại xô trào, An Nam Tĩnh và Dương Diệp ở trong lòng toàn bộ các huyền giả thế hệ trẻ tuổi của huyền giả đại lục không nghi ngờ gì nữa là cao nhất cao nhất. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ có thể giết huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu như giết gà. Dương Diệp thì phớt lờ những tiếng hoan hô phía dưới, hắn lúc này trong lòng rất kích động, bởi vì có khí vận ra chỉ có nghĩa là Hiểu Vũ Tịch sẽ được cứu một cách thật sự. Tiếp theo chính là lúc các tông môn siêu cấp nhận người. Trừ bản thân tông môn có đệ tử lọt vào Tiềm Long bảng, đồng thời đạt được thứ hạng cao ra, đại biểu của các tông môn khác có chút khẩn trương. Mục đích cuối cùng tổ chức Tiềm Long bảng này trừ tuyển nhận thiên tài các vực ra thì quan trọng nhất vẫn là khí vận đó. Một thiên tài, trừ loại thiên tài tuyệt thế như Dương Diệp và An Nam Tĩnh ra, nhiều nhất chỉ có thể khiến trong tông môn tương lai có thêm một cường giả mà thôi. Rất nhiều lúc, trừ khi có thể đạt tới cường giả hoàng giả cảnh, còn không thì không có nhiều tác dụng với tông môn. Cho nên, cái thứ khí vận này quan trọng hơn một thiên tài nhiều. Bởi vì khí vận liên quan tới sự hưng suy trong tương lai của một tông môn. Đại biểu của các tông môn trong vực xuất hiện trên Tiềm Long đài, nhìn đám người lãnh quân trên đài, trong mắt của các đại biểu tông môn bắn ra vẻ thèm khát như sói đói. Nếu là bình thường, tuy những thiên tài này không tồi, nhưng còn lâu mới tới mức khiến cho bọn họ thất thố. Nhưng lúc này thì khác, những thiếu niên trên đài này hiện tại có thể mang đến khí vận cho tông môn. Bát phẩm tông môn, Thanh Đạo Tông. Sau khi nhập môn có thể làm đệ tử chân truyền, tùy ý chọn lựa công pháp dưới thiên cấp, mỗi tháng được phát 3.000 viên đá năng lượng, 10 tấm phù lục trung phẩm các loại. Thất phẩm tông môn, Nguyên Thủy Tông, sau khi nhập môn có thể thành đệ tử thân truyền của trưởng môn, huyền kỹ các, công pháp các của tông môn cứ tùy ý chọn lựa, mỗi tháng được phát 4.000 viên đá năng lượng, cũng có thể mỗi tháng có cơ hội tới thánh địa của tông môn tu luyện một lần. Cửu phẩm tông môn, Thượng Tiêu Tông. Nhập môn có thể trở thành đệ tử nội môn, cũng có thể có được một quyển công pháp thiên cấp hạ phẩm và một quyển huyền kỹ, mỗi tháng có 5.000 viên đá năng lượng, thánh địa tu luyện trong tông môn sẽ được mở miễn phí một tháng, ngoài ra, gia tộc của các ngươi có thể trở thành phụ thuộc của tông ta. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở thiên tài trong 10 thứ hạng đầu. Chấm. Đại biểu của các tông môn lớn đưa ra điều kiện, hiện tại chính là những thiên tài này lựa chọn. Rất nhanh. Lục tục có huyền giả nhân loại đưa ra lựa chọn. Mấy tên huyền giả nhân loại xếp trong 10 thứ hạng đầu, trừ Lãnh Quân, Lãnh Ngân và Trương Liễu ra thì toàn bộ đều lựa chọn gia nhập vào cửu phẩm tông môn đó. Những huyền giả còn lại cũng muốn lựa chọn như vậy, nhưng đáng tiếc là không đủ tư cách, cuối cùng đều chỉ có thể lựa chọn bát phẩm tông môn và thất phẩm tông môn. Rất nhanh, tất cả huyền giả xếp trong 30 thứ hạng đầu đều đã lựa chọn xong. Cuối cùng, đại biểu của các tông môn đó hướng ánh mắt lên người Dương Diệp, bọn An Nam Tĩnh thì không hy vọng gì rồi. Hiện tại chỉ có Dương Diệp là chưa có tông môn, nếu có thể đem lôi kéo Dương Diệp vào tông môn, khí vận mà tông môn đó thu hoạch được chính là không thể đo lường. Có chủ ý này chỉ có bát phẩm tông môn và cửu phẩm tông môn, thất phẩm tông môn rất tự hiểu lấy mình, bọn họ không cướp lại được bát phẩm tông môn và cửu phẩm tông môn. Thiên Huyễn khẽ thở dài, sau đó nói. Dương Diệp. Ta cũng không quanh co lòng vòng làm gì, ngươi nếu có thể gia nhập tông môn của ta, tông ta tất sẽ có thể bảo vệ mạng sống của ngươi trong vòng 10 năm, trong 10 năm chuyện gì cũng có thể phát sinh, đây có lẽ cũng là sinh cơ cuối cùng của ngươi, hy vọng ngươi hiểu được. Nhìn thấy Thiên Huyễn ra điều kiện, đại biểu của các tông môn khác lập tức ngậm miệng, bỏ ý định lên tiếng. Kéo dài 10 năm thọ mệnh, cái giá này bọn họ không đưa ra được. Dương Diệp không nghĩ ngợi gì cự tuyệt ngay. Đa tạ hảo ý của tiền bối, có điều ta tự do quen rồi, không muốn gia nhập tông môn, ít nhất thì tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào, cho nên mong tiền bối hiểu cho. Tâm tư của người trước mắt này hắn sao không biết, đối phương chỉ là nhìn chúng khí vận mà thôi, nếu đưa khí vận của mình cho đối phương, vậy cái gọi là lời hứa kéo dài thọ mệnh có trời mới biết là liệu có thực hiện được không. Thiên Huyễn lắc đầu, khẽ thở dài, không nói gì. Gào. Đúng lúc này. Phía chân trời xa xa đột nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm, mọi người cả kinh đưa mắt nhìn. Chỉ thấy ở phía chân trời, 9 con quái vật lớn đang cấp tốc bay đến, không đến mấy hơi thở, 9 con quái vật lớn đã tới trên đỉnh đầu mọi người.
Khi mọi người thấy nhìn rõ 9 con quái vật lớn đó thì lập tức chấn động không thôi, bởi vì 9 con quái vật lớn này không ngờ là 9 con cự long, ở phía sau cự long là một tòa kim loan dài rộng tới mấy trăm trượng. Dùng rồng làm ngựa, đây là thế lực phương nào thế? Mọi người vô cùng kinh hãi. Thấy một màn này, Thiên Huyễn nhíu mày, thấp giọng nói. Đế quốc đỉnh hãn. Nói đến đây, giống như là nghĩ tới gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp ở bên cạnh sau đó lắc đầu thầm nghĩ. Đúng là một họa tinh, cũng may lúc trước ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, lần này, An gia cũng không bảo vệ được ngươi rồi. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, từng bậc thang bằng ngọc thạch chậm rãi xuất hiện trong không trung, tiếp theo kim loan chạm mặt đất, ngay sau đó cửa kim loan chậm rãi mở ra, một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào từ trong kim loan từ từ đi ra, nam tử khoảng chừng hơn 20, mi thanh mục tú, tuấn lãng phi phàm, cao quý thong dong không thể tả xiết. Chỉ là nụ cười tà dị nơi khóe môi khiến cho người ta vừa nhìn đã biết tên này không phải hạng người thiện lương gì. Hai bên trái phải nam tử còn có bốn nữ tử đi theo. Bốn nữ tử đều cực kỳ xinh đẹp, vô số huyền giả thấy mà tâm thần hoảng hốt. Ai mà phô trương thế? Dương Diệp hỏi An Nam Tĩnh ở bên cạnh. An Nam Tĩnh thản nhiên nhìn Dương Diệp, nói. Không biết. Dương Diệp. Nam tử mặc hoàng bào nhìn mọi người phía dưới một cái, cũng không cố kỵ ai, vươn tay ra kéo hai mỹ nữ bên cạnh hắn vào lòng, sau đó cứ vậy ôm hai mỹ nữ từ trên bậc thang ngọc thạch đi xuống. Trong quá trình đi hai tay của nam tử lại trực tiếp đặt ở mông hai nữ tử, sau đó thì không kiêng nể gì vỗ nhẹ nhẹ. Hai mỹ nữ được nam tử ôm thì vẻ mặt rất tự nhiên, không hề có vẻ ngượng ngùng hay mất tự nhiên, hiển nhiên, đối với loại chuyện này, các nàng sớm đã thấy mãi thành quen rồi. Rất nhanh, nam tử đi tới mặt đất, nam tử quét nhìn mọi người trong sân rồi sau đó cười nói. Chắc hẳn các vị chính là thiên tài của các vực, hạnh ngộ, tại hạ là La Phong. Là La Phong. Trong sân có người kinh hô, nói. Hắn là thúc thúc của Mục Quân. La Phong ở trung vực cũng có chút danh khí, đương nhiên, danh khí của hắn là tiếng xấu, nguyên nhân là hắn cực kỳ háo sắc, sự háo sắc của hắn có thể nói là nổi tiếng ở trung vực, bởi vì nghe nói tiểu thiếp của hắn có tới hơn vạn người. Đương nhiên hắn cũng có thực lực của hắn không phải là trên phương diện chiến đấu mà là năng lực chỉ huy. Năng lực chỉ huy của hắn cho dù là đệ nhất quân thần Phương Vân nắm giữ 10 vạn binh lính linh cấp của đế quốc đỉnh hãn cũng phải tán thưởng không thôi. Đó cũng là lý do hắn vì sao háo sắc như vậy mà vẫn có thể sống thoải mái trong trung tâm quyền lực của đế quốc đỉnh hãn. La Phong gật đầu với mọi người, cuối cùng ôm hai vị mỹ nữ đi lên đài đấu võ, nói. Ai giết đứa cháu đáng thương đó của ta thì đứng ra đây, yên tâm, ta không phải vội tới báo thù cho hắn. Đế quốc đỉnh hãn ta không muốn phá hoại quy củ của Tiềm Long Bảng, chỉ là nhân hoàng giáp và nhân hoàng ấn đó và phược tiên thằng thì phải giao ra, đó là đồ của đế quốc đỉnh hãn ta, người cầm thì chỉ tổ giảm thọ thôi, trả lại hết đi. Đột nhiên, thanh âm của La Phong im bặt, ánh mắt hắn dừng ở trên người An Nam Tĩnh, khi nhìn thấy An Nam Tĩnh, hai tay đang vuốt ve hai mỹ nữ của hắn lập tức dừng lại, trong mắt phóng ra ánh sáng của sói. Nhìn thấy một màn này. Một số huyền giả đứng chung quanh Dương Diệp và An Nam Tĩnh lập tức lùi ra hai bên gần 10 trượng, bọn họ biết lai lịch của nam tử tên là Lưu Phong này khẳng định bất phàm, nhưng bọn họ càng rõ sự khủng bố của An Nam Tĩnh hơn. Tìm nàng ta gây phiền toái, Lưu Phong này cho dù là hoàng đế của đế quốc đỉnh hãn cũng phải mất một lớp da. Đại biểu của các tông môn siêu cấp đứng bên cạnh lúc này đều rất có hẹn ngầm bảo trì trầm mặc. Đối với quái vật lớn đế quốc đỉnh hãn này, bọn họ tất nhiên không có hảo cảm. Tên gia hỏa háo sắc này muốn tìm chết thì bọn họ tất nhiên sẽ thành toàn cho hắn. Nếu An gia và đế quốc đỉnh hãn đánh nhau vậy thì càng tốt nữa. La Phong buông hai nữ tử bên cạnh hắn ra, sau đó chậm rãi bước về phía An Nam Tĩnh. Trong mắt hắn là vẻ hưng phấn không hề che giấu, khi đi đến cách người An Nam Tĩnh một trượng, La Phong vươn tay ra chỉ vào An Nam Tĩnh nói. Từ giờ trở đi ngươi chính là tiểu thiếp thứ 13679 của ta. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng ta sẽ phất lờ. Nghe thấy lời nói của La Phong, Dương Diệp ở bên cạnh khóe miệng lập tức giật giật, nhận An Nam Tĩnh làm tiểu thiếp. Còn là thứ 13679. Còn nữa thì ra La Phong này không ngờ là thúc thúc của Mục Quân đó. Nhưng thấy tuổi của La Phong và Mục Quân sàn sàn nhau mà. Gia gia của Mục Quân thật đúng là kẻ phong lưu. Còn nữa,
đến thu hồi Nhân Hoàng ấn và Nhân Hoàng giáp cùng Phược Tiên Thằng. Dương Diệp nhướng mày, Phược Tiên Thằng, Nhân Hoàng ấn và Nhân Hoàng giáp thì hắn cầm, nhưng Phược Tiên Thằng này thì hắn không biết, chẳng lẽ là chưa lục soát cẩn thận. Bất kể là như thế nào, thứ hắn đã nuốt vào thì há có thể nhổ ra. Cười lạnh một tiếng, khi Dương Diệp nhìn về phía La Phong, ánh mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Thiếp, An Nam Tĩnh nhìn đối phương, giống như chưa khẳng định được lời nói của đối phương, nhắc lại một lần, thanh âm bình tĩnh vô cùng, giống như bằng hữu nói chuyện với nhau vậy. La Phong gật đầu, lửa nóng trong mắt giống như là thực chất, nói. Lần đầu nhìn thấy nàng, nàng đã định trước là của ta rồi, bất kể nàng là người của tông môn nào thì ta cũng nhất định phải có được nàng. Ngữ khí hào khí ngút trời, rất chắc chắn. Dung mạo của An Nam Tĩnh không phải loại nghiêng nước nghiêng thành. Nhiều nhất chỉ có thể xem như là dung mạo thượng đẳng. Nhưng khí chất thong dong, tự tin trên người lại là độc nhất vô nhị, cũng chính vì cỗ khí chất này đã khiến An Nam Tĩnh có mị lực không gì sánh kịp. Loại mị lực này đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải động lòng. Có điều vừa nghĩ tới thực lực và thiên phú của An Nam Tĩnh, loại động lòng này của vô số người liền biến thành bất đắc dĩ và tự ti. Nếu dùng thực lực và thiên phú để luận thì trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Diệp là xứng đôi với nàng ta. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh La Phong đột nhiên nói với An Nam Tĩnh. Còn không mau cảm ơn vương gia nhà ta đi, hắn nhìn chúng ngươi chính là phúc khí mà ngươi đã tu ba đời. Từ nay về sau bất kể là công pháp hay là huyền kỹ, hoặc là tài nguyên tu luyện ngươi sẽ có nhiều vô kể, dùng mãi không hết, cho dù ngươi là đệ tử nội môn của cửu phẩm tông môn thì cũng không có đợt dược đãi ngộ này. Nữ tử còn lại cũng nói, không chỉ là như vậy, nếu ngươi khiến vương gia vui thì còn có thể có được sự chỉ bảo của Hát Xê Ấn. Vương gia hiện tại đã là linh giả tứ phẩm, đồng thời từng chạm sát cường giả linh giả cảnh đỉnh phong đấy. Ê, còn ngây ra đó làm gì? Mau tới đây hầu hạ vương gia đi. Khi nghe thấy câu, từng chạm sát cường giả linh giả cảnh đỉnh phong, hai mắt An Nam Tĩnh liền trở nên sáng rực, nói. Ngươi mạnh lắm à? Nghe vậy. La Phong lập tức bật cười đắc ý, thầm nghĩ thì ra là dễ có như vậy, vốn hắn đã chuẩn bị cường đoạt rồi. Lập tức gật đầu, ra vẻ khiêm tốn nói. Có gì đâu, bình thường thôi mà. Chỉ là không có đối thủ trong linh giả cảnh thôi, đối với cường giả tôn giả cảnh thì ta vẫn không bằng. Không có đối thủ trong linh giả cảnh. Lông mày An Nam Tĩnh nhướn lên, nói. Tiếp một quyền của ta. Nếu sau khi chịu một quyền của ta mà ngươi vẫn còn có thể đứng trên đài đấu võ này thì ta sẽ tạm tha mạng cho ngươi, thế nào? La Phong ngẩn ra, lập tức bật cười ha hả, nữ tử trước mắt này thật là thú vị, chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm mà cũng dám mạnh miệng với hắn như vậy. Lập tức xòe tay, hoàn toàn không thèm phòng ngự, nói. Đến đây, ta tiếp ngươi một quyền, ta không phòng ngự. Nghe thấy lời nói của La Phong. Đám người Dương Diệp ở bên cạnh không nhịn được mà khóe miệng giật giật, ngay cả đám người Thiên Huyễn khóe miệng cũng hơi run run. Đón đỡ một quyền của An Nam Tĩnh, đầu của tên này bị va vào cửa à? Trước kia chỉ từng nghe nói tới tự tìm chết, giờ thì họ đã được tận mắt chứng kiến rồi. An Nam Tĩnh gật đầu, sau đó, trực tiếp biến mất tại chỗ. Tiếp theo, quyền đầu đột nhiên đánh vào bụng La Phong. Lập tức, nụ cười trên mặt La Phong cứng đờ. Chính xác là vào giây phút mà An Nam Tĩnh động thủ, nụ cười trên mặt hắn đã cứng ngắc lại rồi, hành ra vừa ra tay là biết có giỏi hay không, vào một khắc đó hắn đã biết hắn khinh địch rồi. Hắn muốn tránh nhưng mà đã muộn. Khi quyền đầu của An Nam Tĩnh đánh lên bụng La Phong, hai mắt La Phong đột nhiên trợn lên. Lập tức thân thể theo hình cùng bay ra ngoài, trên không trung, một ngụm máu tươi không ngừng từ trong miệng La Phong phun ra, khi bay ra tới gần trăm trượng mới rơi xuống đất. Tạo thành một cái hố sâu, mà La Phong thì cả người chui tọt vào trong đó. Quá yếu. An Nam Tĩnh chậm rãi lắc đầu, sau đó bước về chỗ mà La Phong rơi xuống. Bốn nữ tử bên cạnh La Phong ngây ra như phỗng, khi nhìn thấy An Nam Tĩnh đang bước về phía La Phong thì bốn nữ tử lập tức cả kinh, sau đó thân hình khẽ động, chắn trước mặt An Nam Tĩnh, bốn nữ tử trong cơ thể bộc phát ra một đạo khí tức khủng bố. Mọi người trong sân giật nảy mình. Bốn nữ tử này không ngờ là cường giả linh giả cảnh. Một nữ tử trong đó chỉ vào An Nam Tĩnh cả giận nói. Ngươi dám đả thương vương gia, bất kể ngươi là ai thì ngươi cũng chết chắc rồi. Gia tộc của ngươi và tông môn của ngươi cũng vậy.
Nữ tử này còn chưa nói xong thì An Nam Tĩnh đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện tại thì đã ở sau lưng nàng ta. Cùng lúc đó, quyền đầu đánh vào sau lưng nữ tử này, tiếp theo, một tiếng xương gãy vang lên. Thân thể của nữ tử giống như bị bẻ gãy vậy, bay ra ngoài theo một hình dạng quỷ dị, sau khi rơi xuống đất thì đã không còn động đậy. Ta không thích bị người ta uy hiếp. An Nam Tĩnh thản nhiên nhìn nữ tử đó một cái, sau đó xoay người bước về phía La Phong. Mọi người trong lòng kinh hãi, đặc biệt là ba nữ tử còn lại, lúc này trong lòng ba người các nàng đã khiếp sợ tột đỉnh. Trong nháy mắt giết chết huyền giả linh giả cảnh, ông trời ơi, nữ tử trước mắt này rốt cuộc là ai thế? Ở bên cạnh, Dương Diệp nhìn mà vui sướng không thôi, nam tử tên là La Phong này là tới tìm hắn gây phiền toái. Hiện tại lại đắc tội với ả cuồng chiến đấu An Nam Tĩnh này, có An Nam Tĩnh thu thập đối phương, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Nhìn thấy An Nam Tĩnh không muốn giết La Phong đó, ba nữ tử ở bên cạnh trong lòng kinh hãi, các nàng cũng không dám để La Phong cứ như vậy mà chết. Có điều lại cũng không dám tiến lên ngăn cản An Nam Tĩnh, một nữ tử trong đó thân hình khẽ động, đi tới trước mặt chín con rồng, sau đó nhìn An Nam Tĩnh ở phía dưới, lạnh lùng nói. Giết nàng ta đi. Ru. Chín con rồng lập tức phát ra một tiếng hét giận dữ đinh tai nhức óc rồi lập tức xông thẳng xuống phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh dừng chân, ngẩng đầu nhìn chín con rồng, hai mắt híp lại, cổ tay khẽ động, liệt thiên xuất hiện trong tay nàng ta, huyền khí trong cơ thể dũng động, vô số huyền khí nhanh chóng chút vào trong liệt thiên. Nhìn thấy An Nam Tĩnh đã lấy ra liệt thiên, mọi người trong sân dùng mình, bọn họ biết, An Nam Tĩnh lần này là tức giận thật sự rồi. An Nam Tĩnh cầm liệt thiên thực lực khủng bố cỡ nào? Trước kia không biết nhưng hiện tại thì bọn họ đã biết rồi. Thân hình khẽ động, An Nam Tĩnh phóng lên cao, trường thương trong tay đâm mạnh vào đầu cự long dẫn đầu, liệt thiên tiếp xúc với đầu cự long. Lập tức rắc một tiếng vang nhỏ, vảy cự long vừa tiếp xúc với mũi thương lập tức nứt ra, đồng thời dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng lan ra bốn phía, không đến hai hơi thở, vảy của con cự long đã toàn bộ nứt toác. Thân hình An Nam Tĩnh lại khẽ động, đi tới trước mặt con cự long thứ hai, tiếp theo trường thương lại đâm một phát, không đến một khắc, chín con cự long đều từ trên trời rơi xuống. Khi mọi người thấy thi thể của cự long thì lập tức hít một hơi lạnh, bởi vì thân thể của những con cự long này không ngờ toàn bộ đều nứt vỡ, giống như là mạng nhện vậy. Dương Diệp lúc này vẻ mặt rất ngưng trọng, An Nam Tĩnh cầm liệt thiên thương thật sự là quá khủng bố. Trong linh giả cảnh có mấy ai có thể đỡ được một thương này của nàng ta? Không hề sợ hãi, có chăng chỉ là nhiệt huyết sôi trào, lúc này hắn cũng có chút không nhịn được muốn đánh một trận thống khoái thật sự với đối phương. Thiên chi kiêu tử chân chính. Ở bên cạnh, Thiên Huyễn trầm giọng nói. Cho nàng ta thời gian để trưởng thành, nàng ta chính là tổ sư kiếm tông thứ hai. Đế quốc đỉnh hãn này thật là xui xẻo, vạn năm trước trêu chọc tổ sư của kiếm tông. Chọc cho tổ sư của kiếm tông rút kiếm giết tới thượng hoàng cung, khiến cho đế quốc đỉnh hãn nguyên khí đại thương, không dám nhất thống các vực. Hiện tại, sau vạn năm lại trêu chọc võ thần đương đại. Ha ha, xem ra là trời không phù hộ đế quốc đỉnh hãn này rồi. Trong sân, ba nữ tử đó hoàn toàn ngây dại, tuy những cự long này không phải huyết thống long tộc thuần khiết, nhưng cũng vẫn là rồng. Hơn nữa còn đều đạt tới cự long linh cấp, vậy mà cứ thế bị nữ nhân trước mắt này giết chết. Nữ nhân trước mắt này thật sự không phải là cường giả tôn giả cảnh chứ. Nếu đối phương thật sự chỉ là linh giả cảnh thì ba nữ tử thật sự là không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này, La Phong đã từ trong hố chui ra, khi nhìn thấy thi thể của chín cự long trong sân thì khóe miệng La Phong lập tức giật giật liên tục. Chín con cự long này là hắn phải bỏ ra cái giá rất đắt mới có được. Vậy mà giờ lại chết hắn. Lúc này, trong lòng hắn đang tiếc tới nhỏ máu. Ngươi không tiếp được một quyền của ta. Cho nên ngươi phải chết. An Nam Tĩnh tay cầm liệt thiên chậm rãi bước về phía La Phong. Ngươi có biết ta à ai không? Trên mặt La Phong không còn nửa phần cợt nhả, có chăng chỉ là vẻ ngưng trọng. Đối với ta thì ai cũng vậy cả thôi. An Nam Tĩnh khi còn cách trước người La Phong sáu trượng thì ngừng lại, đột nhiên, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nói. Ngươi không ra thì hắn thật sự sẽ phải chết đó. Mọi người trong sân cả kinh. La Phong này còn có người giúp đỡ à? Dương Diệp ở bên cạnh thì nhướng mày, thần sắc trở nên ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.